괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. 괜찮아. Hãy khóc đi, khóc đi, khóc đi, đừng ngại ngùng. Và hãy khóc nước mắt ướt đẫm chứa tràn trong lòng. Khi bao nhiêu cơn mơ chớp cánh bay xa vời, thì người đàn ông cũng không phải không giống như ai. Tao nhắc lại nha, tao nhắc lại cho tụi mày nhớ nè. Mẹ, nuôi của tao. Cho Lan một ngày thôi. Một ngày không sai quyết mong chờ. Một ngày không mưa rơi tuổi. Một ngày không tê tái, heo mày. Cho Lan một ngày thôi. Một ngày không có đêm rụng vời. Một ngày đôi chân không mỏi mệt. Đường về không có lá thu rơi. Là một ngày lắc đơn, không hẹn hò cùng lắng. Một nụ hôn say đắm sau những ngày đầu tiên. Một mùa đông ấm áp trong vòng tay. Một ngày cho Lan một ngày rời xa. Là một ngày lắc đến không ước của Lan. Một ngày mưa xa hoát như tiếng cười của Lan. Một mùa đông ấm áp trong vòng tay nồng nàn. Một ngày chó Lan, một ngày diều sang. Lan ơi. À, cái gì em bạn mất? Trời ơi, chúng ta dở cái ca khúc Cho Lan một ngày với sáng tác của Dương Thụ trình bày Lý Lắc. À, cái đứa quý vị, thì ngày hôm qua quý vị, chúng ta cũng thấy là cái phiên phúc thẩm của chị CLL được diễn ra. Thì không có mặt của chị CLL, cũng không có mặt Đặng Thị Hằng ống cấm của cái vụ liên quan. Rồi không có mặt của thầy Quân, không có mặt của ba cộng sự của chị CLL. Đó, mà Đinh thì la láng chát cái mặt lờ lên trên. Đi từ rất sớm quý vị, đi từ rất sớm nha. Đi từ rất sớm nha, gia đình đã thuê bố ráp, mướn xe ba gác, xe đạp lôi các kiểu luôn. Chở một dàn võ sư xúc tay cái gọng, băng đầu bó bột. Đã bố ráp quay quanh cái khu vực đường Đồng Văn Cống, khu vực cầu Dòng Ống Tố, khu vực đường Đinh Thị Thi, các kiểu. Ở khu vực xa lộ Hà Nội đồ, võ sư của Đinh Thị Láng bố ráp hết. Cho tới phà các lái luôn quý vị. Quanh quẩn khu vực đó là võ sư của Đinh Thị Láng bố ráp hết. Mỗi nơi là bố ráp một chiếc xe ba gác nha quý vị nha. Cho võ sư, cung cấp cho võ sư là một ổ bánh mì, kẹp pate, một bịch bánh mé, một chai nước suối. Võ sư ngồi đó vừa băng bó ngồi. Canh Đinh Thị Láng là ai? Đinh Thị Láng có chuyện gì à? Hốt xác Đinh Thị Láng về. Đinh Thị Láng một mình đi với bà phụ mẫu của mình, hai mẹ con dắt xác lên cho tòa rất sớm quý vị, rất sớm đi sớm. Đinh Chi giờ đó YouTube nó còn chưa ngủ dậy để nhiều khi nó ghi hình, tại vì chị Đinh La Láng mà xuất hiện trên mạng đó quý vị, thường thường là xài áp cho cái mặt nó căng, nó láng, hai cái gò má chị Đinh La Láng nó hóc như vậy nè quý vị, nó hóc như vậy nè, hóc vậy nè, đó quý vị, hóc vậy nè, hóc vậy nè. Bà mới có thẩm mỹ viện lại chưa, mấy năm trước là cái mặt đã già rồi. Hàm răng thì á là cái như là như như cái bù như cái đồ cút lúa vậy. Như cái mặt cào cút lúa vậy đó quý vị. Trời ơi, nhìn gớm ăn lắm. Ở vậy đâu xuất hiện cái tòa là sợ là mấy YouTuber nó quay thấy được cái nhan sắc thật của mình. Đinh Thị Láng sợ người ta thấy nhan sắc thật của mình lắm. Mà nghe đồn đâu là cái người phụ nữ mà đi bằng đầu đó quý vị,
đi bằng đầu nhiều quá, đâm ra cái cặp chân nó ở không, nó không có đi nữa, nên cặp chân càng ngày càng to. Hai cái bàn chân á, phụ nữ người ta số 39, 40, 41, 42 là quá rồi. Những vận động viên á, có người vận động viên mà chơi thể dục thể hình thể thao rồi, cái bàn chân người ta to quá đành. Còn cái này mình không có thể dục thể thao, mình đi bằng đầu không, cái bàn chân mình mang dài mang dép mà tới số 47 chết bà rồi, số đâu mà ra hả? Việt Nam mình á là đàn ông mang 42, 43, 44, 45 là lố rồi. À, mình là phụ nữ mà mang dép, mang dép Lào rồi size 47, mình có size 47 à, chân thì mình chân bự nữa, đi bằng đầu viết hai cái chân nó phù nó bự ra à, đầu đi vô tò lúp lúp lo lo giang giang xíu xíu một mờ, hai mẹ con ri mà núp lùm vô đó rồi kéo hai ông lạc sư vô đó nữa, cũng trả tiền cho lạc sư chứ hả? Đi lên láng mày trả lời coi, mày trả tiền lạc sư cho, mày mướn hai ông lạc sư ông ba trả tiền chưa hả? Hay là ố ve từ hả? Hay là dây từ hả? Hai ông mày chịu nổi không hả? Hai ông mày chịu nổi không hả? Hay mày đẩy cho ngũ lông công chúa nhà mày nhảy vô tội nghiệp hả? Hai ông lạc sư, hai ông lạc sư à, có đi theo đinh thì lên láng muối mặt luôn à, đinh lên láng vô lạc sư không có cơ hội trình bày cái giống gì hết trơn. Đinh La Láng, hợp với phiên tòa Đinh La Láng hỏi bây giờ phiên tòa à, những bị cáo bị can gì đó mà không có xuất hiện à, bây giờ không có xuất hiện rồi, người có nghĩa vụ liên quan không xuất hiện, có mình Đinh La Láng xuất hiện thôi, phiên tòa à, phúc thẩm tới đây là quỷ, Đinh La Láng à, nghĩ thế nào hãy cho biết này kia. Trời ơi cho Láng một lời thôi, một lời thôi. Đinh La Láng vô ngón tay rồi cho em nói là cuối cùng ông ngoài kia mấy youtuber nó quay lượt xem 20 mấy ngàn. Trời cái gì vậy cha, cái lớp bạn cái nói gì, trời ơi tao nói gì tranh án tòa án mà cái gì mà youtuber nó quay ngoài cổng 20 mấy ngàn người, ủa cái nội dung nó nói làm chi vậy hả, nó liên quan mấy vụ án này, mấy youtuber nó quay kệ nó chứ, nó quay ngoài cổng, ở ngoài cổng tao không đuổi ra thôi, mắc gì mày nói hả? Nói vậy nói, nó đứng nó quay kệ nó quay khán giả nó xem, cái đó có lạ lúc ôm nhau mày nói hả, được gì đó bán hả, hay là cái lượt xem nó đông quá tức hả, nó quay kệ 20 mấy ngàn, nó quay 20 mấy ngàn người kệ nó chứ, mày phải chúc mừng cho nó chứ, chúc mừng các em nha. Các em nó đối đầu với chị Đinh La Láng này, các em nó đứng đầu với chị Đinh La Láng này, các em được 20 mấy ngàn người coi, chúc mừng các em. À, Đinh La Láng từng tuyên bố mà để đứng đầu với bà CEO ngân hàng, tôi không phải là một người dễ dàng đâu. À, chửi bà CEO không còn cái gì tan nát, không còn cái gì để nói cho ha. À, bà CEO chưa đã được quốc luôn ông Quỳnh Vĩ Dũng. À, bậy nhất là quốc ông Quỳnh Vĩ Dũng, bậy nhất đó. À, bậy của Lan đó. À, bà CEO cho dù á, Lan có nói á thì bà chửi lại Lan đi, Lan chửi lại bà, chửi qua chửi lại thì hai người đều có tội. Nhưng mà cái đằng này nè, ông Quỳnh Vĩ Dũng đâu có làm gì Lan đâu, Lan phạt ông luôn. À, Lan phạt ông luôn, Lan giết ông luôn, Lan thèm ông lắm đúng không, thèm ông không. À, Lan nói là từng đi ăn sáng uống cà phê với vợ chồng ông Dũng mà. À, nói bà Hằng khoe kim cương mà Lan nói là viên kim cương mà Hằng viên giả, còn viên của Lan là Akara vậy. Akara mua Canada vậy mới viên thật, đâu viên thật của Lan đâu rồi hả? Trời, cái viên của Lan bây giờ tao nói bây giờ vô bác sĩ cắt cũng 20 triệu à, nó thâm nó bầm nó giật, trời ơi còn hơn miếng thịt bò mà để ngoài nắng bốn mùa mưa. Ừ, ghê lắm. À, đợi ông ba lên tò rồi mắc gì mà lên mà khóc dữ vậy cha hả? Một mình ở trên tò có ai cãi gì với mình đâu mà khóc chứ vậy hả? Ta hỏi bây giờ có ý kiến gì không, tập trung vô tự nhiên lên khóc hết. Ô, cầm nguyên sắp hồ sơ nó cầm cái giống gì đó vậy hả, cầm nguyên sắp giống giấy gì vậy hả, mày cầm cái giấy đó mày viết cái gì đó vậy hả, tao mày xô hàng mấy cái sổ sắp hồ sơ mày cầm trên một cặp mày vô phiên tò đó mày làm cái giống gì đó hả, mày cầm cái sắp gì đó hả, mày viết gì trong đó Lan, mày viết cái gì trong một đống vậy Lan hả, ai rảnh đâu mà ngồi đọc cái đó Lan, đọc cái đó hả, 2 giờ chiều mà đọc hết sắp giấy đó cho 6 giờ sáng luôn à, thằng mấy chàng cầm cái clip lên nữa, cầm cái USB đâu mày chiếu clip lên. Lan dở quá, Lan quá dở, dắt bà Khuyên theo mà dở quá. Lan đi như vậy á là phải cho bà Khuyên mà kéo cái lon kẹo kéo đi nữa, kéo cái lon kẹo kéo, bà Khuyên quá rảnh mà cho nó kéo cái lon kẹo kéo đi à, gắn một cái màn hình LCD trước ngực bả ra treo chứ nè, gắn cái bình ắc quy vô nữa. Lan lấy 800 clip lần ghim vô lon kẹo kéo là mở hết công sức lên, cho bà đeo cái màn hình nữa nè, tay trái nó cầm bình ắc quy, tay phải nó kéo cái lon kẹo kéo, trước mặt bà đeo, trước ngực bà đeo cái màn hình nè, vô Khuyên tò luôn.
không cần nói gì mình tò hỏi ý kiến, chơi coi màn hình đi, rồi kiếm 800 clip lên, bảo đảm với Lan luôn, kiếm 800 clip, kiếm 800 clip với ai coi cho nổi đây, quý vị ngồi coi nổi 800 clip không, hả, ờ, bớ Lan ơi, Lan chiếu mấy cái đoạn mà Lan vu khống gia đình Đại Nam lên á, cho tòa ta coi, à, tôi nói vậy có đúng không bà con, à, khi mà bà nói tôi là âm mưu với thằng Mai Sinh Cường bắt cóc bé Quỳnh Hằng Hữu á, tôi chửi bà vậy đúng không, à, cái phiên tòa của thằng Mai Sinh Cường, Mai Sinh Cướng gì đó, nó xong lâu rồi, 2021 rồi, mày nhai hoài, mày nhai tới nhai lui hoài, mày đã nói bữa nay tao cho mày một cái vỏ xe tải, mày ở nhà mày nhai, mày cạp thì mày hết cái vỏ rồi mày nhai tiếp, mày nhai vụ này mày nhai hoài, nghe rất là mệt đó quý vị. Trời ơi, tới phiên tòa khóc thúc thích là cái clip mà quý vị, chắc quý vị coi có rồi không, quý vị coi nữa đi quý vị. Cái chuyện này thì chỉ là cái phần thủ tục thôi nhá. Cho nên là chú biết con ngoài chú bỏ nó đang lấy tiền hàng xe máy ngàn cây xe thôi, thì rất là nó đang lấy tiền bỏ vào tiết sản phẩm sinh vật ngày 29 tháng 10 năm 2021 tại phố Kiều Mộ đến đây tiêu và là đánh công ty nó chỉ cần tôi có mặt ở trên tòa là đánh chân rồi. Đấy chị La Láng nó ra phiên tòa, nó nức nở, nó trình bày là nó không muốn hòa hoãn phiên phúc thẩm này, nó muốn kéo phiên phúc thẩm này, nó nói ngoài kia là một đám YouTuber đang quay phim, tôi mà ra ngoài đó nó quýnh tôi. Ai dám quýnh má má, hả? À, ai dám quýnh má, à, má đi võ sư võ sĩ không à, ai dám đụng với má hả, má cố ráp nguyên khu vực đó rồi, ai mà dám đụng với má, à, trời ơi hiền quá, đi ra nó quýnh, trời ơi thấy vô khống ta nữa chưa. Nè, trời ơi, tôi ra nó quýnh tôi. Tôi ra nó quýnh tôi. YouTuber nó cầm máy quay phim, nó quay để nó kiếm tiền, à, lượt người xem nó kiếm tiền, kiếm doanh thu. Chứ bắt gì lại nó quánh bà làm chi? Nó kiếm tiền cái đâu phải rảnh đâu lại quánh bà cho nó bị bế hả? Nó đâu có ngu. À, Đinh Lan tới tòa khóc nức nở, tố 40 YouTuber tại tòa. Nhưng cuối cùng bị ngắt lời, hãy tập trung vào chuyên môn đi em. Em có chấp nhận hoàn phim phúc thẩm đi không em? Là không chấp nhận 20 mấy thằng mà kia. Ô lộn, 200 mấy lượt xem mà kia. Ủa kệ nó, anh nó đứng ngoài cổng mà mấy anh bảo vệ cổng tòa án cấp cao mà không có cái đuổi nó thì thôi, chứ mắc gì mà mình rống lên vậy hả? Chủ phim phúc thẩm là chủ tòa phim phúc thẩm, à, chính thức thông báo tin ngày sắp tới là buổi sáng, à, ngày 4 hoặc là ngày 5 tháng 4 2024 sẽ diễn ra phiên phúc thẩm, thì thôi đi, đi về đi, hai má con nắm tay nhau chung văn chung vẻ đi về đi, vậy là vui rồi. Rồi coi để nước mắt, để dành nước mắt đó đi, tới cái phiên mà phúc thẩm sắp tới mà khóc ha. Bây giờ là mua anh không biết anh em YouTube có ai bán thuốc bổ mắt không, à, bán thuốc bổ mắt tặng cho Lan đi, thuốc bổ mắt nè, rồi mua dầu cá uống vô nè, mua Viroto nhổ vô nè đó ha. Rồi tới bữa mà ra phiên tòa sắp tới mà khóc nhiều vô, khóc đừng có mang clip cà léo, đừng có mướn luật sư luật gia gì theo nó trên, khỏi đi, một mình Lan nè, sanh viên trường lực nè, khóa 29 nè, tao 4 năm rồi nè, tao bốn năm rồi. Mà lên không nói được cái giống gì, học 4 năm cuối cùng không có áp dụng được gì trên thực tế, trên 4 năm mà ra phiên tòa nó đang live stream rồi, hai người mấy nó liên quan gì tới sự việc này bà nội, nó có liên quan gì không hả, trả lời đi, liên quan gì không, đâu có liên quan gì đâu, nó live stream kệ của nó, chuyện của nó, à, đúng không? Còn mình nói nó tấn công mình thì mình cứ lấy những bằng chứng nào mà nó tấn công mình rồi mình kê lên đơn, mình kiện nó. 40 kênh YouTube đúng không, lấy thì coi nó nói mình về vấn đề gì, kiện nó cho tôi, kiện luôn, kiện thằng Lý Lắc vlog luôn, kiện luôn, kiện hết thánh kiện mà phải kiện nó, lên tòa khóc nức nở trình bày, trời ơi có lòng thòng nước mắt nước mũi, ô trời ơi ông béo phiên tòa thấy quái nhà đậu ha. À, quý vị, một cái bài viết nói Đinh thì lai láng cái gì, à, của chị Cuộc Sống Xa Quê Korea. Chị nói là hoài có nói sai đâu, MN là gì, má nó hả hay là mẹ nó hả, con Đinh Lan chiêu trò ruột của nó là một là khóc, hai là nháo nháo bố láo cái gì ăn bạ,
thứ ba là TH ắt cổ. À, ghê chưa? 11 tháng 3 sẽ là ngày nhục nhã của Đinh Thị Lan. Đinh Thị Lan ra tòa không trang điểm đồ. À, tự xin trời tao đã ra tòa tao không trang điểm vì tao biết ở phiên tòa có hai người phụ nữ này kia kia nọ mày chịu thụ án đâu, mày tốt quá ha, sao mày tự nhiên mày tốt ngang xương vậy hả? Hả thì cái tốt ngang vậy hả? Trời ơi, lúc nào tỏ ra vẽ cho mình là một người là thánh thiện lắm, người là lương thiện. Trời ơi, tôi là tôi không bao giờ mà hại ai hay là tôi làm gì chứ. À, mục đích của tôi nói tới nói lui nói xuôi nói ngược, mục đích cuối cùng là muốn có 3 tỷ thế thôi. Đi hết tâm hết, không làm ăn cái gì mà ở nhà mà cứ lên mạng mà kiếm chuyện với người này kiếm chuyện với người kia để mà sao nhảy vào câu chuyện người ta để mà ăn vạ đền bù, nó là đền bù thiệt hại đồ rồi kia, 3 năm qua tôi buôn bán không được ế ẩm đồ các kiểu. À mà chứng minh đây, nếu mà kêu đền bù thì chứng minh, chứng minh rằng những năm trước mày bán là một tháng được bao nhiêu tiền để ghi rõ nữa, làm gì có chuyện đó hả? Ba cái hàng mày bán ai mà mua, mốt cho giờ cái đội vệ sinh an toàn gửi cái hình ảnh vô cái đội vệ sinh an toàn thực phẩm của thành phố quận Gò Vấp vô kiểm tra hàng hóa của nó đi. Ha, mày không trang điểm người ta tưởng quỷ hiện hình vô. Mà cuộc sống xa quê đó mày không trang điểm là tưởng quỷ hiện hình đó nè, nó có mấy cái hình này ấy quỷ hiện hình luôn cái gì á nè, à, hình nè á. À, trời ơi, cho Nam xin một phút đang chạy cái nồng. Cái hình này bên kinh của Hương Quảng Châu ấy nha. À, đằng sau là đại ca của Đinh La Láng theo bảo kê. À, rồi Đinh La Láng chia sẻ clip của Báo Pháp Luật là lý do sao Đinh La Láng khóc nức nở cho công tâm. À, rồi à, mày nghe tới mà nghe tới nghe lui mấy lần không nghe được người ta nói lý do sao mà đang khóc, ngoại biết rồi, loại trà xanh đắng chát như mày thì muốn khóc là nước mắt chảy liền, hay thiệt. À, cái dạng người ta nói là giọt nước mắt chảy ngược đã làm Lan khổ đau quá nhiều, giọt nước mắt chảy ngược đã làm Lan khổ đau rất nhiều, giọt nước mắt chảy ngược hỏi bị son không chung tình với Lan. Đây có một bài hát cái lương tặng cho Lan đây nè, trên mạng của gì vui lắm. Vì biết rằng người ta này sao gặp lại người ta đó sao gặp lại người ta đó. Thấy không quý vị? Người ta này gặp lại người ta đó là có nghĩa là chị Đinh La Láng sẽ gặp được thằng ông cống sau một năm xa cách mong chờ. Ê sao vậy? Gặp ông luật sư vô lương sĩ chứ. À, luật sư vô lương sĩ mà xưa mà Đinh La Láng có mướn đi cãi lộn ví dụ Mai Xuân Cướp đó vậy đó. Đó vô gặp luật sư vô lương sĩ đó nè. Vì biết rằng người ta này sắp gặp lại người ta đó sau gặp một năm xa. Dưới đây có người ta bình luận à, rồi cá cổ luôn clip nào với anh chị em à, các kiểu à. Cái gì đây, sao khóc vậy, lúc trước cười thấy tươi lắm mà đó, người ta hỏi sao mày khóc vậy Lan, lúc trước mày thấy mày cười tươi lắm mà sao giờ bắt gì giờ mày khóc dữ vậy Lan hả? Tiếng mày lên mày khóc mày lê lết mày la liếm mày lồng lộn lên trên tòa cho Lan hả? Nè đây là một clip là full không che Lan cà vẽ cố xin một phút để chạy cái lồng, chạy cái lồng đèn. Vui. Chiều ngày 11 tháng 3, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa phúc thẩm vụ án Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm. Trước đó, dù không kháng cáo bản án sơ thẩm, bà Phương Hằng vẫn được triệu tập đến tòa. Tuy nhiên, bà Phương Hằng đã đi chấp hành bản án 3 năm tù tại một trại giam thuộc tỉnh Bình Dương, đồng thời có đơn xin xét xử vắng mặt tại phiên tòa phúc thẩm. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án này là bà Đặng Thị Hằng Ni cũng vắng mặt tại tòa. Các bị cáo gồm Đặng Anh Quân, tiến sĩ luật, Nguyễn Thị Mai Nhi, trợ lý của bà Phương Hằng, Lê Thị Thu Hà, nhân viên công ty cổ phần Đại Nam, Huỳnh Công Tân, trưởng phòng truyền thông công ty cổ phần Đại Nam đều vắng mặt tại phiên tòa phúc thẩm. Trong đó, các bị cáo Nhi, Hà, Tân và luật sư bào chữa cho các bị cáo này đều có đơn xin hoãn phiên tòa. Ông Huỳnh Uy Dũng với tư cách tố tụng là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án này cũng vắng mặt tại tòa. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan khác là bà Đinh Thị Lan thì xuất hiện tại tòa từ khá sớm. Bà này bật khóc khi được chủ tọa hỏi về việc có ý kiến gì về sự vắng mặt của các bị cáo khác.
đại diện viện kiểm sát đề nghị hoãn phiên tòa do tất cả các bị cáo cũng như luật sư bào chữa cho các bị cáo vắng mặt. Sau khi hội ý, hội đồng xét xử đồng ý với đề nghị của vị đại diện viện kiểm sát và quyết định hoãn phiên tòa lần này. Trời ơi, đó một cái clip của bên báo pháp luật quý vị nha. Ở trong đây người ta bình luận nè, khóc kìa, con đen nhào vô chửi người ta rồi khóc cho đúng rồi. Cuối cùng thì Lan cũng đã trải cái lòng bất thành, trải cái lòng như là bất thành ha. Nhìn em Lan khóc tội ghê mà tội chưa xử. Má nó lên mạng hùng hổ lắm, giờ đứng trước tòa nước mắt ta xấu. Chuẩn bị điều tra con này gần tới ngày thế chỗ chị Hằng. Đi ra tòa mà kéo mẹ theo là sao? Ta chữ hiếu dữ chưa? Có chữ hiếu, có hiếu dữ chưa? Ta hỏi là đi tò mà kéo mà mẹ mình theo chơi vậy? Mày có hiếu quá hả? Vắng mặt là có lý do, chỉ có Phương Hằng và chủ tòa tự hiểu. Đó quý vị, cái câu này hay. Vắng mặt là có lý do, chỉ có phiên tòa và chủ tòa và những luật sư đang trong cái vụ này người ta hiểu rồi. Chỉ có một mình ai cũng hiểu, chỉ một người không hiểu. Đó là Đinh Thị Đa Lan. Rất là ngu. Dẫn lên mạng ra rã chửi bà CEO của Phương Hằng, cho dù bà CEO của Phương Hằng đang ở trại tạm giam hoặc là đang thụ án ở Bình Dương. Hai năm trời người ta không có lên tiếng gì về Đinh Thị Đa Lan cả. Thì trong hai năm trời đó, tại sao Đinh Thị Đa Lan không sập luôn cái trang YouTube của mình đi, bỏ luôn rồi im lặng lẳng lặng làm ăn? Mà không đâu quý vị. Hồi trước nó chửi nó có tiền, nó ăn quen rồi. Mà cái tiền càng ngày nó còn ít lại, ít từ bây giờ là không còn nữa. Cái nó muốn là muốn, nó đã giống như là muốn nằm ở nhà bị chuyện, nó có tiền, nó quen rồi. Nó quen cái kiểu kiếm tiền vậy rồi. Chứ bây giờ là buôn bán mở cửa ra đâu, ai mua nó đâu, ai biết cái mặt nó rồi. Bán ai mà mua nữa. Rồi bây giờ là ăn gì nó quen rồi, bây giờ không ai cho ăn nữa. Bắt đầu muốn là kiếm chuyện để mà kiếm tiền 3 tỷ. Nghe bên phía cục đùm lé với Thị Tề với Bông Lan Chính Cúc đòi tiền nó đã quá, quất 3 triệu 3 tỷ liền. Cuối cùng 18 triệu cay. Cay biếm quý vị, cay biếm. Mấy hôm qua coi như là khóc ở tòa về đó quý vị, tối về khóc ở nhà nữa. Khóc mà sưng biếm quý vị, biếm sưng lên. Sưng tấy biếm. Khóc mà sưng biếm lên cái sưng tấy lên. Sưng thù biếm. Nè, tính là lát. Bây giờ nếu mà khóc có xin biếm là mua hột gà lăn hay là hột gà lăn không được đâu, không hết đâu. Mua hột vịt lộn lăn hay là mua trứng đà điểu lăn biếm á, lăn vô hai cái biếm á. Cho bớt cây biếm lại, cho bớt thăm biếm lại. Khóc quá trời khóc rồi, lên từ tò khóc rồi. Giả tạo, nhìn biết khóc giả rồi. Trời sao qua mắt được những người mà làm tòa án cái gì. Người ta giống như trời con mắt người ta, ta nhìn, người ta coi biết bao nhiêu vụ khóc rồi. Có những kẻ mà nói người nó còn khóc được kìa, khóc gì ân hận nó khác, còn mà khóc mà kiểu mà khóc mà kiểu không lý do đó là khác nữa, còn khóc mà thương hại nó khác nữa, còn khóc mà biết tội của mình nó khác nữa, còn cái này mà lấy nước mắt mình mà để mà khóc mà để giúp cho em là người phụ nữ tiên đúng rồi, mày kia đặt lại cũng như vậy, em mày kia hai mươi mấy, tôi YouTuber rồi quay 20,000 người xem, mẹ trong tò mà mày biết 20,000 người xem hả? Mấy trong tò mà mày không nói lo chuyện trong tò, không nói mày mở đi mày giờ tò mà còn lén lén với gầm bàn mày mở cái điện thoại mà coi YouTuber mà kia nó làm gì hả? Người ta mở người ta chào đón chị xe eo tới bên tò thôi, có chăng đi nữa mày đi ngang thì người ta phớt mày một cái rồi, phớt cái điện thoại quay mày một cái rồi. Làm như ai mà đâu mà xuống tay đâu mà mình xạo. Trong đây ta bình luận là con Lan điên rảnh quá. Hình như thằng chồng Việt Kiều Canada nó bỏ nên nó bị khùng. Rồi có được tòa xử theo chị Đinh Tặc Tố không, mọi người ghét quá nên không xem hết phần của bả nên không biết tòa xử ra sao. Đâu có xử đâu. Tòa người ta cần là cần những người kia quan trọng, có Đinh Thị Đa Lan này nó thứ mà chích thôi mà quan trọng như mà người ta phải nói về trong này đúng không vậy ha. Chuyến này tụi nó có chạy làm trời cũng không thoát đúng không gì. Không thoát đâu được hết trơn á, chưa đâu. Đối với một số mà Facebooker, TikToker, YouTuber có hành vi tương tự đối với bà Hằng
cơ quan điều tra tiếp tục phối hợp với phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an thành phố Hồ Chí Minh thu thập thêm tài liệu chứng cứ xử lý sao. Nhớ điều đó nha, thu thập thêm chứng cứ xử lý sao. Cái phiên mà của sơ thẩm chị xem Nguyễn Phương Hằng á, ông chủ tọa đã nói rồi, chúng tôi xử việc nào ra việc đó, chuyện chị với 10 người có nghĩa vụ liên quan kia xử xong rồi. Cái chuyện của những người làm có ngành nghề ha, làm luật sư đó, giống như là Đặng Thị Hạnh Cống, ông Vô Lâm Sĩ, rồi xử xong. Xong qua tới cái đám mà YouTuber bịa chuyện vu khống, bịa đặt cắt ghép hình ảnh, làm đủ mọi chuyện để mà hãm hại gia đình Đại Nam, ta xử lý sao ha. Còn công an Hồ Chí Minh ta còn làm rất là nhiều việc ha. Bây giờ là thu thập thêm chứng cứ tài liệu. Thu thập thêm chứng cứ là gì? Coi tụi mày là ổ nhóm, tụi mày là bao nhiêu người, tụi mày dùng những cái gì để tụi mày nói chuyện với nhau, Zalo nào, fanpage nào, đứa nào lập lên cái trang đó, Facebook của đứa nào, TikTok của đứa nào ha, fanpage của đứa nào, YouTube của đứa nào lập ra, đứa nào là người đăng clip, đứa nào là đăng hình ảnh rồi thông tin rò rỉ từ đâu, đứa nào truyền tin cho nhau, cái tin đầu tiên là từ đứa nào xì ra ha, rồi những cái đoạn ghi âm này kia của bên phía bà Nguyễn Phương Hằng, rồi những cái hình ảnh nói về khỏa thân này kia các kiểu ha, rồi hình ảnh con cái người ta đưa vô những cái trang web bậy bạ là đứa nào làm những cái điều đó, ai sai khiến, ai cho tiền tụi bay ha. Tụi bay thu thập chứng cứ rất là nhiều chứ, những cái tài khoản đó người ta sẽ IT hoặc là những người an ninh mạng họ sẽ vào thâm nhập vào những tài khoản đó, họ mở lên họ xem cuộc nói chuyện của tụi bay là giữa bao nhiêu người và người nào, tụi bay giao cho nhau là làm cái gì ha, đứa này làm nhiệm vụ gì, đứa kia là lên chửi bả, đứa kia công kích bả, rồi kia nọ ha, rồi trong đám của bay có nội gián hay không, có những cái người mà nó đang nói là nó theo phe chị Nguyễn Phương Hằng, nói là chính nghĩa nhưng mà nó là nội gián, nó theo, nó nói là bên Nguyễn Phương Hằng hằng nhưng mà cuối cùng nó lấy thông tin chị Nguyễn Phương Hằng nó quăng lên tụi bay nữa đó, thì có rồi quý vị thấy không, rất là nhiều bộ mặt nó đang nó lật mặt ra hết quý vị ha, quý vị thấy không, từ lúc mà nó theo đuổi, nó ủng hộ chị xem Nguyễn Phương Hằng, bây giờ cái gì theo nó rút lui hết toàn bộ, nó đi làm một chuyện khác rồi đó, hoặc là nó quay lại nó cắn xé chị Nguyễn Phương Hằng đó các kiểu đó. Còn nói về những cái chứng cứ mà của chị Đinh Lê Lan đầy đủ trên mạng ha, người dân tìm thấy rồi anh em YouTuber chia sẻ, rồi fanpage chia sẻ, TikTok ta chia sẻ, ta nghe người ta thuộc lòng luôn nè. Tao nhắc lại một lần nữa cho tụi bay biết nha, tao mẹ nuôi của tao là mẹ ruột của chị Nam Thu, vợ của bí thư thường trực Trung ương Đảng, và tao là con má tao đó, cái lời tao nhớ hết trơn, nhớ riết tao thuộc lòng chứ, thuộc lòng chứ, thuộc như sáo luôn, có gì ha. Rồi Đinh La Láng có nói nữa quý vị, Đinh La Láng nói mà phiên tòa tới mà Đinh La Láng gặp chị xe Phương Hằng đó là coi như là bắt, như là cắt hết móng tay, đeo còng vô, trời ơi ghê vậy nè. Cái phiên tòa phúc thẩm sắp tới nè, mày lên mày làm vậy đi Lan, nghe Lan nói đâu quý vị. Cho nên nếu như đợt này mà Nguyễn Phương Hằng xuất hiện ở phiên tòa thì chắc chắn Đinh Lan sẽ yêu cầu Nguyễn Phương Hằng phải đeo còng và cắt hết móng tay. Còng cái đầu mày á. Mày là cái gì mà bắt tao cắt móng tay hả? Tao để móng tay có mắc mớ gì tới mày không? Hả? Cắt móng tay là cắt như thế nào? Hả? Tao để được không? Đúng không? Nghe lại quý vị. Cho nên nếu như đợt này mà Nguyễn Phương Hằng xuất hiện ở phiên tòa thì chắc chắn Đinh Lan sẽ yêu cầu Nguyễn Phương Hằng trời ơi, mày yêu cầu mà mày yêu cầu là bà Nguyễn Phương Hằng phải đeo còng và cắt móng tay vậy, chỉ yêu cầu lại cũng như là mày chỉ là người có nghĩa vụ liên quan trong vụ án này thôi, mày không có bị hại thôi, yêu cầu phiên tòa hãy có cái rọ cái mõm nó lại cho nó im đi được không, nếu mà keo quắn cái đó lại cho mày im được không, mày xạo lên trời ơi, cầu cắt móng tay chân giò cậy ta hả, mày gánh tiệm tức cái gì hả, tức cái gì, nghe chị xeo Phương Hằng nói nè, cuộc chơi này chưa kết thúc đúng gì, còn phiên mùa dài lắm. Và tôi sẽ đưa ra những cái bằng chứng cụ thể Bộ Công an chưa có kết thúc nha, mà đã dội ăn mừng mà C02 đang điều tra một vụ án khác. Vụ án khác nha. Có rửa tiền không? Có. Ở đây nó có nhiều vấn đề mà chúng ta phải cần minh bạch. Và tôi tin chắc là Bộ Công an không bao giờ bỏ qua, không có dễ đâu. Nó dư á thì còn dễ, chứ nó thiếu á nó khó chịu lắm nha quý vị. Vậy thì ở đâu bù vô, tiền ở đâu bù vô nha quý vị nha. Và ai nói là
không có tội đâu. Người ta mới đi có 1/3 đường thôi, chưa gì dội ăn mừng rồi mấy mốt ăn nhục. Bởi vậy mới gọi là show. Show cái đầu có khác nha quý vị. Và trong cái đầu drama này tôi là người rất hiểu chuyện. Đó quý vị, nghe cho quý vị ha, chỉ giống như là một nhà tiên tri báo trước được tình hình diễn biến sắp tới luôn. Đó quý vị thấy không? Đó quý vị nghe, biết được như thế nào là Bộ Công an đang điều để tra một vụ án khác rửa tiền. Đấy, lòi ra vụ bà Trương Mỹ Lan không quý vị? Bà Trương Mỹ Lan đúng là rửa tiền không quý vị? Đúng không? À, và tuồn tiền ra nước ngoài nữa quý vị. Cách thức bà Trương Mỹ Lan tuồn tiền, coi như là tiền của mình ha, đổi qua đồng đô, tuồn qua nước ngoài nữa quý vị. Mà bây giờ tóm bà rồi là bà phải coi như là trả lại ha. Nghe chị Seo nói cho quý vị ha, thà thừa chứ không để thiếu. Thiếu nó kỳ lắm. Lấy tiền mà cách nào trả lại đi ha. Đó, chị đã biết trước luôn, tiên đoán trước luôn gì ha. Nhiều cái ghế bay quá trời, bay liên tục 3 ngày 5 ngày là bay rồi ha. Quá trời tham ô tài sản đủ các kiểu luôn nha. À, vì thấy ghê gớm luôn vậy. Bây giờ là phải nói là một cái có một cái bộ tứ gì ha, tứ đại ma dương Việt Nam. Đấy, như là sau bộ phim mà Mưu Dài của Trấn Thùng thì hai bộ phim của Lan khởi chiếu. Một là bộ phim Trương Mỹ Lan sinh năm 1956, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát với tội danh biển thủ 42.000 tỷ USD. Hai là bộ phim Hoàng Thị Thúy Lan sinh năm 1966, bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc, tội danh nhận hối lộ. À, hai bộ phim nó đang trình chiếu gì ha, sắp tới đây thì sẽ chiếu hai cái bộ phim khác nữa. Dự kiến sẽ vượt xa doanh thu 500 tỷ của phim của Trấn Thùng luôn vậy. Đó là phim Phim Thị Lan Lan và bà Lan, bà Lan Lương Thương, bà Lan Mướp dính vô cái vụ thiền am bên bờ tăng hát. Quá trời, cái gì? Những tôi sợ mấy người tên Lan quá. Bây giờ tiên thấy sợ mấy người tên Lan quá, mấy chung kinh lý lắc có ai tên Lan mà. Tiên cái sợ mấy người tên Lan quá gì? Tiên thấy sợ Lan quá. Bà Trương Mỹ Lan đồ, bà Lan kia nó trời ơi, rồi cái vụ thiền am thì có cái bà Lan Lư Thưa, bà Lan Vú Mướp đó gì. Rồi bây giờ cái câu chuyện của chị CL rồi có Đinh Thị Lan Lan. Quá trời, người cá đi bằng đầu sống tại Gò Vấp. Quá ghê. À, cái đứa quý vị có một bài thơ rất là hay của bác Đặng Quang Quỳnh. Có gửi thế này quý vị, bài thơ viết cho ông Huỳnh Vĩ Dũng. Nghe lời Dũng thật bi ai, mong sao tiếng vọng đến tai thiên đình. Đâu phải vợ mình mà Binh lần đầu nghe được giật mình kêu la. Đầu gối tay ấp đâu xa, mãi làm kinh tế vợ nhà bỏ lơ. Đại Nam văn hiến tôn thờ, sao chẳng linh hiển cho nhờ hả ông. Giữa cơn hồng thủy bão giông, tiền tỷ giờ thấy nó không là gì. Thiện nguyện tiền của cho đi, cầu đường trường chạm ai bì được đây. Thương dân lòng những héo gầy, tạo dựng các quỹ trồng cây thiện đời. Nghịch cảnh nước mắt tuôn rơi, làm ơn mắt oán trách trời bất công. Lại chim nay mới cảm thông, đồng hành với vợ quyết không thể lùi. Cuộc đấu pháp lý hên xui, dẫu có bại sản xác vùi cũng cam. Mong trời thương tới Đại Nam, cho Dũng đón vợ hết giam trở về. Nghĩa tình chấp nhặt lời quê, mấy vần lục bát nay đề tặng em. Một bài viết của bác Đặng Quang Quỳnh viết ngày 28/3/2023. Và cũng kèm theo cái đoạn clip mà ông Huỳnh Vĩ Dũng khẳng định trong một cái buổi livestream tại trường đua Đại Nam. Khẳng định rất chắc nịch cho quý vị nha, làm tới cùng. Em tin nội cấp thành phố ra còn có quốc hội, còn có chính phủ, không? Còn có tòa án tối cao, viện kiểm sát tối cao và bộ công an và các cơ quan khác. Anh ủng hộ, nếu là vậy anh ủng hộ đi thưa tới cùng, kể cả hy sinh cả mạng sống này. Cảm ơn. Em tin nội cấp thành phố ra còn có quốc hội, còn có chính phủ, không? Còn có tòa án tối cao, viện kiểm sát tối cao và bộ công an và các cơ quan khác. Anh ủng hộ, nếu là vậy anh ủng hộ đi thưa tới cùng, kể cả hy sinh cả mạng sống này. Chấm hết. Kể cả hy sinh cả mạng sống này, chấm hết. Chơi tới cùng đúng không quý vị? Ông Huỳnh Vĩ Dũng là một người
phải nói là một người tài, rất là tài, quý vị, một người nhân tài hiếm có, vừa có tài vừa có đức, làm ra đồng tiền, biết thương giúp đỡ những người nghèo, những hoàn cảnh khó khăn. Và gặp được bà Nguyễn Phương Hằng thì hai người đồng cảm nhau đó. Hai mảnh vỡ ghép lại làm đôi, hai người đều có chung một chí hướng là làm kinh tế xong có đồng tiền giúp những người khó khăn, những hoàn cảnh khó khăn, để mà tạo cái đức cho đời sau của con cái mình. Và ông Huỳnh Uy Dũng lúc nào mình nghĩ ông cũng thầm lặng phía sau. Và cái câu chuyện mà chị xem Phương Hằng này á, như thế thôi quý vị, nhưng mà đằng sau nó còn nhiều thế lực đang đấu đá với nhau luôn quý vị ha. Có người sẽ yêu thương gì Nguyễn Phương Hằng, và có người sẽ muốn dù dập dễ. Và nó thẳng ra người yêu thương chỉ là nhiều hơn quý vị ha. Trừ khi nào mà những thế lực bóng tối kia mà bị xóa hết, thì lúc đó quý vị sẽ thấy những lời tiên tri của chị Nguyễn Phương Hằng đã từng nói rất đúng, không sai một cái gì quý vị. Nói rất đúng quý vị ha, nói trước luôn quý vị, nói những cái lời nói của chị từ năm 2022 tới 2023, cuối năm 2023 quý vị thấy không, bao nhiêu vụ án nổ ra, và năm 2024 này đang nổ ra nữa, bây giờ đang xét xử liên tục à. Và tòa án thành phố Hồ Chí Minh, tòa án nhân dân tối cao, tòa án cấp cao à, họ xét xử rất nhiều vụ án liên quan đến kinh tế rất là nhiều ha. Còn cái chuyện chị xem Nguyễn Phương Hằng là một cái chuyện nó từ dân sự mà nó chuyển qua hình sự, là do những cái tội kia nó chơi khăm chị đủ thứ gì ha. À, nó đưa những thông tin lên à, có những người đưa những thông tin sai trái cho chị để chị nói, cuối cùng bây giờ dính như vậy. Nhưng mà không sao đâu quý vị, những người mà có tâm thiện, có tài, có đức như vậy thì không có ai hại được gì. Người ta nói người hại không bao giờ có bị gì đó, chỉ có trời hại đó à, mà những cái người mà đang hại chị sẽ bị trời hại lại, yên tâm rồi đó ha. Những cái gì đó. Rồi thì à, còn phía chị Đinh Lê Láng thì à, đăng một cái bài viết à, đăng bài viết nó ra tòa rồi, tôi à, không trang điểm mới có hai người phụ nữ đang bị tù xuất hiện, tôi sợ rằng sẽ rất phản cảm với họ. Thôi, tôi xin. Ngày bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt tạm giam, tôi đã khóc rất nhiều. Thôi, tôi xin. Tôi xin. Khóc rất nhiều vì thấy hơn 200 chiến sĩ công an vây bắt bãi. Thôi, 200 chiến sĩ công an vây bắt. Mày làm giống như bị bắt dịch, để bà bỏ chạy. Người ta 200 chiến sĩ công an giữ an ninh trật tự khu vực đó, rồi mời lên xe, lấy sổ sách lên, cái là còn vây bắt đồ, làm giống như là trốn chạy đồ kia. Còn có người đồn là công an vô tới nhà bà Nguyễn Phương Hằng chui vô hầm trú ẩn. Trời ơi, cái xảo đặc điều đó, tức cái gì, nhà người ta mà nó đang có hầm trú ẩn nữa. Mày làm giống như cái thời xưa là hầm trú ẩn hả, mà làm giống bà Buôn Mai Thúy mà làm hầm trú ẩn. Nhà ta bình thường hầm để xe hơi, chứ mà vô bắt bà Nguyễn Phương Hằng đã chui xuống hầm trú ẩn. Mày đặt đủ cái điều chứ. Tôi nói rằng sẽ không kiện bà ấy nữa vì bà ta đã bị trả giá rồi. Không kiện nó mà mày cuối cùng mày có ôm sắp một sơ lên, mày làm cái gì đó, mày không kiện nó mày cuối cùng mày đòi người ta 3 tỷ làm sao hả? Mày không kiện mà mày lên mày nhai 3 tỷ làm sao? Mày tốt quá ha, mày nói không chết mày táp còn sao. Tôi cũng nói không kiện bất cứ YouTuber nào nữa. Thôi mày đi, thôi. Tao xin mày lan rồi. Cứ chúng ta nữa, vì những người bị tôi kiện, nếu đi tù thì người thân của họ sẽ oán hận tôi. Tao xin mày, tao van mày lan. Úi giời ơi, mày tốt thế Lan ơi. Úi giời ơi, bố sư Lan ơi, tốt thế Lan ơi. Tao xin, tao van Lan ơi. Úi giời ơi, sao mà tốt thế. Ui, cái gì nữa đây? Vậy mà 40 YouTuber ủng hộ bà Hằng có buông tha cho Lan đâu. Chúng hùa nhau lấy kim làm nhục tập thể, lôi tôi, kéo tôi, rồi sờ soạn tôi, rồi mò mẫm tôi. Những người dân xung quanh không hiểu sự tình này, tấn công gia đình tôi là một gia đình ma giáo, là một gia đình gia giáo. Cha tôi là một hiệu trưởng của một cái trường, còn mẹ tôi là một người ai kéo vô nhà là sẽ tước quyền tôi cho mọi người xem.
và chúng đã tấn công gia đình tôi. Tôi khóc tại tòa. Khi tòa hỏi ý kiến của tôi như thế nào về cuộc hoãn, các báo đưa tin là công tâm nhất và chia sẻ các bài báo của báo pháp luật. Bóng lực viết nội dung, nói nội dung liên quan tới mày là không liên quan tới mày, không liên quan gì chứ, không liên quan gì đây chứ. À, khán giả đưa cái đinh thằng láng vô, mình vô đồng cảm với Lan rồi. Khán giả mình vô đồng cảm với Lan. Lan ơi, hãy cẩn thận, coi chừng vì chuyện gì đó trước ngày xét xử phúc thẩm lần hai. À, để Đinh Lan không thể ra tòa được, hoặc là ra tòa trong tình huống gắn hàng đi đó. Trời ơi, mày an ủi Lan à mày, mày làm cho Lan sợ vậy. Chúc Đinh Lan một ngày tốt đẹp. Trời ơi, khán giả của Lan của gì, Hàng Ni cũng vắng mặt. Có khi nào Hàng Ni không theo đuổi vụ này nữa không chị? Theo đuổi mẹ gì nữa à, ăn 18 tháng là theo đuổi gì nữa. Ở dưới bình luận, người đàn bà rất dũng cảm, chị đội nó mất gắn ra tòa. Chính xác rồi. Chị đội nó quấn khăn ra tòa, nhìn sang về lịch sự. Trời ơi, thôi cái hình này bên báo pháp luật người ta lấy cái hình ở đây của Lý của Lai của nó đó, nó chỉnh sửa, nó kéo giãn, nó làm tụi lắm cho rồi. Còn nó ra tòa cái mặt nó như là hà má ủ cái gì đó, kênh kênh cờ TD nói chị Lan mà đến tòa nó sẽ đóng kênh, nghĩ làm YouTube à, kênh Kiệt Tấn Đạt. Nó nói chơi vậy thôi á, đóng làm gì hả? Hồi xưa Đinh La Láng nói mà bà Nguyễn Phương Hằng không đi tù chung thân, đi đầu xuống đất kìa, mà kêu Đinh La Láng đi đầu xuống đất đi, rồi kêu kênh Kiệt Tấn Đạt nó xóa kênh hả? Đứa nào thề chứ, đứa làm trước đi. Chị Lan về nhà chưa? Ồ, có người hỏi chị Lan trả lời nè. À, về rồi, Lan về rồi. Lan trả lời, Lan về rồi, bà con ơi. Ở Đinh Lan chào bà con nha, Lan về rồi, Lan an toàn rồi, võ sư giải tán hết trơn rồi. Có thù lao võ sư không? Có cãi lùi thù lao võ sư không? Hả? Hỏi thiệt à, võ sư cả nước có ai đi theo tiếng gọi của con chim của Đinh La Láng không? Có không? Làm gì có. Ai là võ sư nào mà khùng điên ba chậm đi theo Đinh thì La Láng này, con kiếp hôi ai không đi theo làm gì. Đến đây quý vị các bạn thân mến, thì cái phiên tòa diễn ra mà Đinh La Láng lên khóc như thế này thì thôi, thấy có điềm nữa quý vị ơi, có điềm này, có điềm này, năm nay Đinh La Láng sẽ khóc rất nhiều quý vị, khóc rất nhiều nữa. Cho Lan một ngày thôi, một ngày không có mày trở lại, một ngày heo mày heo Lan ơi. Ê, mời quý vị nghe cô Trích Tiền Trang nói gì, cái giọt nước mắt của Lan, mời quý vị cùng nghe. Dạ, kính thưa bà con cô bác, kính thưa quý vị, cho chính Tiền Giang thông qua Lý Lắc và Lóc để chia sẻ với quý vị tiếp tục về cái cô Đinh Thị Lan rất dễ thương của mình. Trời ơi, chính tưởng đâu là cổ bận cáo màu hồng quý vị. Thì cái màu hồng là rất đẹp quá quý vị ha, nhìn thấy cổ bốn đứa con mà thì thấy rất là tươi tắn, nó dễ thương quý vị. Lại tính đâu là hôm nay là cổ là cái ngày vui nhất trong đời của cổ đó. Trời đất ơi, lờ sờ 3 năm nữa ra trường quý vị. Ha? Mà hồi đó giờ cổ làm đơn, cổ tự xưng là cổ là thánh kiện. Mà không có một cái ca nào mà cho cổ được tội nguyện cái sự kiện cáo của cổ trên tội nghiệp quá quý vị ơi. Hôm nay là cái ngày hôm qua là chắc chắn với quý vị là cũng không ngủ được luôn đó. À, cổ nói mẹ mẹ ơi, chuyến này lên đó là con làm sao làm đó. Một là hột sòn, hai là 3 tỷ quý vị, má âm mẹ ơi. À, mà bây giờ đó tôi là bao nhiêu cái thất vọng tội nghiệp quá quý vị. Có một mình ở trong tòa quý vị. Trời đất ơi, tôi nói thiệt cái này là cả một vấn đề nha quý vị. Ở trong tòa đó, những cái đối phương của cô đó thì rất là nhiều. Đặc biệt là làm sao mà không gặp lại cái người mà cô cần gặp với đó là cô Phương Hằng. Đêm đêm ngày ngày nhớ nhớ thương thương quý vị. Trời đất thần ơi. Cô nói rằng á, ra tòa đó tôi không thấy gì á. Này này coi để ra chính... cái chữ này nó chính để chính làm cho nó lớn lớn là đọc cho nó rõ nha quý vị ha. Ra tòa tôi không trang điểm, trời thật ơi, bởi vì có hai phụ nữ tử tù gì đó, nó tù tội dịch xuất hiện nữa nên tôi sợ rằng sẽ rất phản cảm với họ.
Quý vị biết không, cái thiệt đó đấy, tội nghiệp cổ mình, khi mình không nghĩ rằng cổ bệnh hay là cổ ngớ ngẩn hay cổ sao quý vị. Cái này cần gì nói ra, mình làm gì cần phải nói ra, quý vị, trời đâu có cần nói ra, bằng phụ nữ trang điểm đâu có sao quý vị. Bây giờ hiện thời bây giờ đó là bà Trương Mỹ Lan á, quý vị nhìn cho kỹ đi, con mắt già của tôi mà tôi nhìn thấy ha, lông mày của bà Lan thì bả xăm thì đã đành, nhưng mà đánh phấn hồng và cái môi bả son mà bả có thêm mà son bóng nữa nha quý vị, thành ra cái cặp môi của bả đỏ bóng luôn á. À, trời ơi, đó để che bớt những cái sự mà lo âu là một cái những cái lo lắng đó, quý vị có gì chứ cũng làm gì làm cũng lo chứ đâu có phải là mình đồng da sắc gì. À, làm bao nhiêu tội. À, cái bản lãnh của họ là cái bản lãnh mà mở quà kép nha quý vị, rồi là cái gan á, cái gan mà kêu là tội lỗi của họ đó ha, họ làm bao nhiêu, lấy bao nhiêu số tiền đó là quý vị biết rằng là bả có một cái tinh thần thép. Thép này là để tạo thành vũ khí chứ không phải thép xây nhà nha quý vị, nên là thành ra nó cứng rắn rồi lắm vậy. Nhưng mà lúc ra tòa con tỏ ra là ta là bình tĩnh lắm đây ha. Bả biết được cái tội khung hình phạt tội của bả là bả chắc bả biết rồi đó, nhưng mà vẫn tỏ ra có bản lãnh và mong rằng sẽ có một cái kỳ tích cuối cùng. Chứ còn đây là loại người đàn bà này nó rất là nguy hiểm quý vị. Thì bả cũng được quyền trang điểm đấy. Thành ra nếu mà lờ sờ Đinh Thị Lan á, cứ đi so bì với cô, với Đặng Thành Ni chi, Hằng Ni cũng được trang điểm đó quý vị. Giờ rồi là Hằng Ni được trang điểm, khi mà mở khẩu trang là thì chính thấy rằng gương mặt của Hằng Ni cũng được trang điểm cái màu phất phất hồng đó. Như vậy là luật pháp của chúng ta rất là ưu ái cho phái nữ, quý vị có công nhận không? Và đồng thời rất là linh động trong cái vấn đề không cho họ mặc áo tù, để cho họ thoải mái một chút. Đó, chứ còn đó bây giờ quý vị nhìn thấy một cách công bằng nha. Đừng nói rằng công an ưu ái một mình cô Phương Hằng đâu quý vị, nhìn cái khía cạnh đó là tại vì chúng ta đã có cái thành kiến rằng cô Hằng là cái người có tiền có của. Đó, trong cái đầu của chúng ta đã có những cái thành kiến đó rồi, có những cái gọi là cái định kiến đó, cho rằng là cô Hằng là cái người có tiền có của, cho nên đi tới đâu cũng được cái sự ủng hộ này nọ. Như Đình Thu nó nói chuyện đó mà. Chứ thiệt ra quý vị nhìn kỹ lại đó, Đặng Thị Hằng Ni và kể cả một cái bà Trương Mỹ Lan, bà cũng đang trang điểm một cách rất là hài hòa, rất là, nghĩa là khá là đậm đà đó, chứ không phải là cái chuyện mà sơ sài đâu. Đó là tại vì pháp luật Việt Nam chúng ta văn minh quý vị, rất là kêu là chiều chuộng những người phụ nữ, mà phụ nữ bao giờ cũng được tôn vinh đó quý vị, thấy không? Thành ra con nhỏ này nó đem nó nói ra điều như nó không cần trang điểm, ra điều như là nó là con người biết luật, con người hiểu biết đó mà. Nhưng mà hiểu biết cái gì, không, trong cái trường hợp này mình đi ra đường mình trang điểm nó có sao quý vị. Phụ nữ được phép quý vị ơi, phụ nữ là kêu là không được đánh phụ nữ bằng dù bằng một cành hoa. Đó là lịch sử của thế giới người ta nói rồi đó quý vị, đâu có gì đâu. Rồi như thế này nữa nè, ngày bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt tạm giam, tôi đã khóc rất nhiều vì thấy hơn 200 chiến sĩ công an dây bắt đãi. Đào đâu ra 200 chiến sĩ dữ vậy con? Mày đếm được 20 viên hột xoàn ấy, tao nghĩ là mày có thể mày đếm được. Còn 200 chiến sĩ thì sao con đếm được con? Họ đâu có đứng sắp hàng cho con đếm đâu. À, nếu mà gọi là đến bắt một người nào đó thì cái sự xáo trộn trong cái hàng ngũ của công an làm sao con đếm được, mà con đếm được 200. Quý vị thấy nó bệnh chưa quý vị? Quý vị thấy con này nó bệnh chưa? Ai đếm được là 200 công an tới bắt cô Hằng quý vị? Trời ơi, nó làm như là cả nước không thấy vậy đó. Hôm đó thì khoảng chừng chính độ là khoảng hơn 10 người với một cái chiếc xe lớn một chút đưa cô Hằng ra. Đó, được không? Chính nói gì đúng không? Chuyện nó đã qua lâu rồi đó, cũng không lâu gì lắm, nhưng mà đã lâu. Mà chính nhớ là khoảng chừng trên 10 anh công an, đầu không có đội nón, không có vũ khí, không có gì trơn, không có cây ba trắc, không có gì trơn á, mà đưa cô Hằng ra trên một cái xe lớn ha, mà khoảng hơn 10 anh công an. Bà con này nó dám nói tới 200 công an quý vị. Và nó nói rằng nó khóc rất nhiều. Trời ơi, nước mắt của con vậy là nói chung là con đa sầu đa cảm quá Lan ơi. Nhưng vậy mà sao mà con tối ngày con cứ muốn cho cô Hằng ở tù chung thân vậy con? Sao con mâu thuẫn quá vậy? Vậy là sao? Hả? Giờ sao nói cho cô chính coi?
Trời đất ơi, nó nói rằng nó thấy 200 công an chắc mắt con bị loạn rồi con ơi. Không, nếu mày mà biết rằng chỉ có trên 10 công an thôi chắc mày không khóc mày cười phải không? Mày thấy tới 200 công an mày sợ mày khóc chứ gì? Trời ơi, mày đếm lộn đó mày ơi. Thấy không? Rồi tao hỏi mày, mày đã biết khóc như vậy đó mà tại sao mày cứ đòi cho cô ở tù chung thân là sao? Mày còn thề nữa. Tao hỏi mày cái đầu á, để thờ cha thờ mẹ, để chảy tóc chảy tay đồ cho đẹp, mà đem mày để mày thề làm sao mày thề cái chuyện gì hết đường mày thề mày đi đầu xuống đất không à? Mày nên nhớ nha, cái lời nói của mày nó ứng nghiệm một cái là mày chết nè mày. Mày còn thề bắt luôn cả Hương Quảng Châu á mà không được nữa là mày cũng đi đầu xuống đất cái gì đó. Mày cứ mỗi cái mày đem cái đầu mày ra mày đòi đi xuống đất không à? Rồi nào quý vị, tôi nói rằng sẽ không kiện bà ấy nữa vì bà ta đã bị trả giá rồi. Ủa vậy mày tính cô Hằng còn cái gì nữa mày đòi thưa cô nữa? Mày ký tên chung với cái đơn của con Di Oanh, mày ký tên chung với cái thằng Hề Hoài Linh, với cái thằng MC Trấn Thành hay gì, thằng Trấn Thành không có thưa phải không vậy? À, nó với chung với vợ chồng có con Thủy Tiên với thằng Công Vinh, mày ký tên chung với thằng Đàm Vĩnh Hưng, mày ký tên chung với bà Lê Thị Giàu với bà Lê Trương gì đó, Việt Hà gì đó. Ủa, không đủ hả? Cái tội cô Hằng như thế nào mày ký tên chung với mấy người đó, mày thấy không đủ mày đòi tính thưa cô Hằng nữa hay sao? Mày mâu thuẫn quá. Mày nói mày khóc rất nhiều rồi mày nói rằng mày sẽ không thưa cô nữa là sao? Sao mà cái cảm xúc của mày nó thay đổi giống như là trong chóng, giống như cắt kè bông vậy con? Trời đất ơi. Rồi là tôi cũng nói không kiện bất cứ YouTuber nào nữa vì mỗi người đã rõ đã bị tôi kiện. Nếu đi tù thì người thân của họ sẽ oán giận tôi. Trời ơi, mày đâu có sợ ai oán giận mày, mà thậm chí mày cũng không hề biết mắc cỡ nữa Lan ơi. Mày đi ra ngoài đường á, có mấy cái clip mà tao vẫn nhớ như in, là mày đi ra ngoài đường mày đi vòng mày nói rằng Nguyễn Phương Hằng, tôi mà đấu với bà là tôi không phải dạng vừa đâu. Nó mày chửi bà tùm lum ở trên á, khu du lịch Đại Nam bán rồi. Mày la quá trời ở ngoài đường đó, là tức là mày đâu có biết mắc cỡ ha. Mà đó là không biết mắc cỡ thì mày biết thương ai? Mà mày mà không biết thương ai thì mày nói rằng mày nói rằng mày không thương ai, cái chuyện đó tin được hay không? Từ hồi đầu mùa tới giờ đó, trước khi cái chuyện của Hằng mà xảy ra, mày nhớ lại trong cuộc đời của mày, mày thương mấy lần rồi? Mày nói thiệt đi, bây giờ tao cho mày một chút bình tĩnh, mày trả lời thiệt tình đi. Mày thề trong tâm hồn của mày, mày đặt cái bàn tay lên trái tim của mày đó, trước khi chuyện của cô Hằng xảy ra đó thì mày đã từng đi thưa bao nhiêu người rồi? Cái cuộc đời của mày đó ha, cái lúc mà mày lâm chung đó, tao nói cho mày nghe đó, tao nói thiệt, tao dặn mày trước nè, mày sẽ bị ám ảnh vì cái vấn đề mày đi thưa kiện đó. Và bây giờ nếu mà đi vô nhà của Ninh Thị Lan đó, tôi nói quý vị một câu, danh dự nó sẽ một xấp giấy đó, và viết lách ở trong đó. Và coi như là cuộc đời của nó từ sáng tới trưa, ngoài giờ ăn cơm giờ ngủ ra, nó mà biết nó ngủ đàng hoàng hay không, là nó tính đầu của nó phải nghĩ nó thưa ai đó. Đây là cái tập quán không bỏ được nha quý vị. Chết nó rồi, cuộc đời của nó là tiêu. Thay vì nó mở luật ra nó học luật nè, để nó chuẩn bị nó thi nó ra trường nè, nó có một cái nơi làm việc cho tử tế, có cái văn phòng kêu là tư vấn, tư vấn cho khách hàng của mình, cho thân chủ của mình. Nếu nó không về bên thương kiện thì nó bên thương mại quý vị, về bên kinh tế, về bên gia đình, rất nhiều cái gọi là bên luật, chứ không phải là luật đi thương kiện không đâu. Luật đất đai rồi nhiều cái luật lắm, luật làm ăn, hợp tác làm ăn gì vân vân, kinh doanh này nọ đó, rất nhiều luật. Thì bây giờ nó nghiên cứu về bên cái vấn đề luật để nó chuẩn bị nó ra trường. Nó còn 3 năm nữa. Rồi con của nó thì bây giờ sao quý vị thấy không quý vị? Chưa bao giờ đặt vấn đề là con tôi sao hết trơn đó. Không biết nó nuôi con bằng cách nào, con nó gần gũi nó sao, chắc đem về quê hết ráo quý vị ơi. Ở gần con này điên đó quý vị, điên theo mẹ mình á. Vì cơm nước không, lúc ăn cơm và lúc nào cũng như, một là cô Hằng, hai là Mai Xuân Cường, ba là YouTuber.
mà YouTuber tới 46 người là quý vị tính coi, trong cái đầu của nó là toàn là chúng tôi trong đó không. Hình ảnh của Hằng, hình ảnh Mai Xuân Cường, hình ảnh của các YouTuber nó nằm ở trong cái não của nó đó. Đó đâu quý vị thấy không? Đâu có phải là cái chuyện mà mình cái con này nó bệnh nặng quá quý vị ơi, cái miệng nó nói đằng nó làm ngã không à, tội nghiệp mày quá đi, tao nói cho mày nghe Lan ơi. Tao nói mày đó, bây giờ đó không lẽ mà tao kiếm bác sĩ cho mày đó, giờ mày muốn làm sao? Mày muốn ở trong bệnh viện hay là mày muốn điều trị nội trú, mày phải uống thuốc làm sao? Nào quý vị, nó nói là nó không có kiện người ta, mà trong đầu của nó lúc nào nó cũng muốn kiện người ta, rồi nó sợ là người ta đi tù, người thân quán ghét nó. Nếu sợ quán ghét thì đừng có nghĩ tới ai hết trơn đó. Ai biểu mày coi cộng đồng mạng, mày coi làm chi? Mà mày không coi cộng đồng mạng là đâu có chịu nổi, vì mày đã lên clip, mày chửi cô Hằng, rồi bắt đầu mày xem phản ứng của các YouTuber yêu thương cô Hằng, yêu thương chính nghĩa, người ta làm như thế nào nên mày mới theo dõi người ta. Mày mới biết rằng Gất Việt nói cái gì, mày mới biết rằng Kiệt Tấn Đạt nói cái gì, vân vân. Cho nên mày cứ kể tên của mấy cái người YouTuber này, nhưng mà mày không có hiểu rằng nếu mày đừng có đụng tới cô Hằng, mày đừng có nói bậy cho cổ ha. Thí dụ bây giờ nên mày muốn thưa cổ cái gì đó thì mày nghĩ trong đầu mày đi thưa đi, chứ cớ làm sao mày đi mà chửi cổ ngoài đường, ngoài xá mày cũng chửi cổ. Thì bây giờ mấy YouTuber người ta phải phản ứng lại với mày, thấy không? Rồi bây giờ mẹ con mày chửi người ta quá trời luôn, ai làm gì hỏi mày mời mày uống cà phê mày cũng chửi người ta, rồi mày đòi kêu công an bắt người ta. Trời đất ơi, mày hiền quá trời, nó tội nghiệp mày lắm ha. Rồi quý vị biết rằng á, chúng hùa nhau live stream làm nhục tập thể, mày cũng xài cái chữ làm nhục tập thể mày nữa. Mày chửi cô Hằng thì sao? Mấy cái lời mày chửi cô Hằng là sao? Mày có phải mà làm nhục cổ hay không? Mày sỉ nhục cổ hay không? Hả? Đó. Mày chửi cô Hằng là làm gái thì bây giờ mày bị chửi lên làm cá ve là phải rồi. Nhân quả mà. Rồi mày kêu cái nhà của người ta, một cái công ty người ta hàng trăm ngàn tỷ mà mày đem mày muốn bán giờ nào mày bán, mày muốn rau giờ nào mày rau. Thì bây giờ người ta nói mày là ăn quỵt không có trả nợ, có mấy tô bún mù quế chứ mấy chục ký lô thịt heo vậy đó, mày có làm vậy không? Mà tao nói cho mày nghe đó, tao nói mày á, mày làm mà mày không biết mày nhớ mày làm cái gì, mày chỉ nhớ chuyện của người ta không hà, thấy không? Rồi bây giờ thấy bây giờ tòa nó đã quản rồi thì thôi tao đi về đi, đứng tại tòa mà khóc. Tôi khóc tại tòa khi tòa hỏi ý kiến của tôi như thế nào về việc quản tòa, và tôi đã nói gì thì các báo đưa tin là công tâm nhất. Trời ơi, báo nào đâu đang đưa tin đâu, báo đâu tên là báo Tuổi Trẻ hay là báo Thanh Niên là mày biểu đi, tụi tao kiếm người ta mua đọc coi, hay là tôi canh đọc coi mày báo nào. Trời đất ơi, báo mà đưa tin nói là báo công tâm, còn báo không đưa tin nói là báo không công tâm nha quý vị. Tôi nói quý vị nghe đó, có một đứa con gái mà mặt mày như nó cũng được hết quý vị ha, tóc tai rồi thấy cũng được ghê, mái tóc nó ham ghê quý vị, mái tóc tốt quá sức. Nói chung là con nhỏ này cũng gì cũng được hết trơn, có điều cái tấm tình nó chắc. Bây giờ làm sao? Bây giờ nhắm có ai ở gần nó được không? Có ai mà tới để làm quen để mà kết thân cho nó được hay không? Để làm thử coi. Mấy cái người YouTuber mà mười mấy ngàn người đăng ký cho Đinh Thị Lan đó, và Đinh Thị Lan đã từng kêu gọi các fan của mình kêu là ủng hộ cho cô khi mà cô ra cô gặp cô Hằng đó. Thì bây giờ có người nào đi theo Đinh Thị Lan chưa? Không? Rồi bây giờ sao? Bây giờ có người nào có thể đến nhà cổ để mà tâm sự với cổ cho cổ đỡ buồn hay không? À, thôi tao nói mày nghe vậy nè, mấy cái người này á, người ta không ra phiên tòa cũng có cái lý do riêng hết trơn. Mày kiên nhẫn đi, về tắm rửa ăn uống lại cho đàng hoàng, rồi lần sau đi cứ việc trang điểm đi coi ra làm sao. À, không, cứ việc trang điểm bình thường đi, đừng có nghĩ ngợi gì trơn. Cái chuyện trang điểm là chuyện của người phụ nữ mà. Rồi tao nói mày nghe vậy nè, trong thời gian này đã tao nói vậy nè, một lần nữa tao khuyên mày vậy nè nha. Mày gửi thơ qua bên Lào á, hoặc là mày mua vé, mày đi qua Lào đi mua xe hay là đi máy bay cũng được. Mày làm sao mày tìm ra một số người mà mày thấy rằng rất là có uy tín,
vì Lào và Lào và Việt Nam mình là hai cái đất nước anh em với nhau. Người ta nói là Việt Nam có Đông Lào đó, mày nghe không? Đó, đó là quân đội Đông Lào, nằm ở phía Đông Lào đó. Thì bây giờ mày qua bên đó đó, mày muốn ăn chắc nữa đó, mày có quen với là Vương quốc không, với Hoàng hậu Lào không? Trời ơi, đi vô thẳng vô trong cung điện đi. Đó là mày sổ tiếng Lào ra, mày nói bây giờ bên Việt Nam tôi có những cái quan ức ở bên đó đó, mà ở bên không biết mắc mớ làm sao đâu, mà hôm nay nó kêu là nó to rập với nhau bằng cách nó đưa ra cái phiên tòa 11 tháng 3 nó quy định như vậy, báo chí cũng đăng hết trơn rồi đó. Mà tôi là cái người có liên can ở trong cái vấn đề tòa đó mà nó dám làm sao mà nó nghĩ hết trơn. Không, không, không có một người nào có mặt hết trơn. Có mấy bà quan toàn ngồi leo que ở trên thẩm phán đoàn nó ngồi leo que đó. Một cái phiên tòa đặc biệt chỉ có một mình một người một thôi. Trời đất ơi, thiệt tình luôn, tôi nó thấy buồn cười quá quý vị ơi, không hiểu sao mà nói luôn. Báo chí thì đưa tin sao mà đến ông Vũ không còn phải lên tiếng, nó không biết mình sao tin ai bây giờ luôn. Mà nói rằng là quản quán xong nói là cô Hằng phải có mặt, rồi hồi nói là cô Hằng vắng, trời ơi đủ thứ hết trơn. Rồi bây giờ đó là tội nghiệp có một cái đứng khóc như con nít vậy đó, trời giống như con nít mất đồ, mất của vậy, mà mất kẹo quá quý vị, thế tội thiệt ha. Thì thôi bây giờ ta nói mày nghe chuyến này á, Việt Nam pháp luật Việt Nam làm gì kỳ quá ha quý vị, làm gì tôi thấy tôi cũng khó chịu giùm cho nó luôn đó. Thì thôi bây giờ vậy, nói đi nói lại đó là con làm ơn làm phước nó, con làm một cái chuyện là con đi qua thẳng bên nước Lào đi. Con nói rằng là dân tộc Lào rất là kính trọng tôi đạo đức như thế nào đó. Thì bây giờ mày kéo những cái người đó qua, rồi xin đi diện kiến trên chủ tịch của mình á. Mày thấy ông nào mày thấy dễ thương dễ chịu đó, mày vô mày gặp, mày nói rằng làm sao mở phiên tòa. Đó, thì để coi làm sao. Chứ còn để không là mày về tối nay mày khóc hoài mày không ngủ được rồi cũng tội nghiệp cho má của mày nữa, mày sanh bệnh. Đó quý vị. Tôi nói thiệt quý vị. Thấy vừa tội nghiệp mà cũng tức cười thiệt quý vị. Chờ đi lên cái tòa gì có một mình không. Mấy bà kia cũng chịu khó nghe. Tôi nói cho quý vị nghe đó là như thế này nè. Con nhỏ này tôi biết rằng nó có gốc cán bộ thiệt đó quý vị, có gốc gì bên cách mạng nó chứ không hay không đâu. Nhưng mà dưới thứ hai nữa là cái độ của nó, là cái độ của nó trây đó quý vị. Lì đòn. Quý vị dùng cái từ nào cho nó hợp hả? Theo như quý vị nghĩ thì từ nào. Còn tôi đó, với cái cặp mắt của tôi đó, thì tôi nhìn cháu qua một cái, nhìn Ninh Lan nó qua một cái giống như là một cái người có cái tâm bệnh. Mà cái bệnh này đó là không phải là cái bệnh bình thường ha, mà do là cái vấn đề chiều chuộng của cha mẹ hồi nhỏ. Rồi do một cái ương dở dở học hành mà nó không có tới nơi tới chốn đó quý vị, luật á, nghĩa là thế này thế kia. Rồi cộng thêm với cái tâm ích kỷ ác độc, nó làm biến thái luôn, nó làm cái là biến thái nhân cách. Chứ không phải là cái điên mà, thí dụ như tôi nói, thí dụ như có những người ta thất vọng một cái gì quá, sốc một cái gì quá. Điển hình thí dụ như là vợ của một anh bác sĩ y dụ bên tôi đó, ảnh chứng kiến một người chết trước cái bánh xe đó quý vị. Đi giữ đám tang người thân, rồi trong lúc mà đi chắc có lẽ đi tiễn theo cái kiểu mà đi sau đuôi của cái xe tang đó, rồi không hiểu làm sao mà chứng kiến được cái cảnh xe tang nó cán chết một người mà cô ta thấy được. Rồi cô ta về cô ta điên. Đó là cái chuyện là bất đắc dĩ mà, hay là quá bất hạnh đó. Rồi chuyện thứ hai là chuyện bạn học của tôi đó. Huấn luyện viên nói một câu rằng nè, em muốn giết bệnh nhân hay sao? Là do có một cái tiếp mà đặt ăn bằng ống đó quý vị, do chỉ đặt rồi. Buổi sáng rồi sau khi đặt xong rồi mới cho bệnh nhân ăn uống xong thử rồi xong xưa rồi mới là theo cô đi về lớp học. Thì qua ngày sáng hôm sau đó, thì cái người bệnh đó đã được tháo cái ống xong ra rồi. Nhưng mà cái người y tá ở trong đó mới mét với cái chị cô huấn luyện viên của tôi đó, nói rằng là học trò của chị á đặt sai tiếp Levin, làm cho khi mà chúng tôi bơm sữa vô đó, sữa nó tràn ở trên miệng của bệnh nhân. Mà mai thời bệnh nhân đã bắt đầu tỉnh, cho nên bác sĩ cho rút ra luôn. Đây là tôi nói sự vô lý cho quý vị nghe.
cái ống mà đặt bằng cái ống mà bao tử đó, nó có ba cách thử. Là thử thứ nhất là bơm một cái ống, piston mà cái một cái siren bằng nhựa đó, lấy rút không khí rồi bơm vô mà thấy cái bụng nó phình lên đó, hay là thấy coi như bệnh nhân nó khó chịu là biết đó là sai. Thứ hai nữa là nhúng cái đuôi của cái tiếp lưu viên đi vào trong cái ly nước mà thấy nó sủi bọt lên đó, là đúng là chúng ta đặt sai, bởi vì chúng ta đặt qua một cái đường khác. Mà nếu thứ ba nữa là thử bằng cách là thấy rút nước ra, thì nước từ trong bao tử nó ra một chút, một đoạn cũng được nữa, là chúng ta đặt đúng. Mà thật ra là ba cái thử đó là để cho nó chắc ăn. Chứ còn khi mà chúng ta đặt qua cái lỗ mũi và đi xuống qua cái đường hầu mà đi xuống với bao tử đó, thì quý vị biết rằng là nó phải đi qua một cái hệ thống mà kêu là nó khó chịu lắm. Nó phải, nếu mà nó đi vô đường khí quản này nọ thì chúng ta sặc, chúng ta ho, chúng ta khó chịu lắm, chúng ta chịu nổi đâu, tím mặt tím mày đâu quý vị. Thành ra nó đặt đi cái đường đặt, nó đặt trơn tru và nó đi thẳng vô tới bao tử luôn. Nhưng mà khi nó đi qua cái hầu nó khó chịu là tại sao? Cái cổ của chúng ta nó bị có một cái vật nó đi ngang đó, chúng ta khó chịu cái lúc cái giai đoạn nó ghê lắm. Thì phải để cho bệnh nhân nó đỡ khó chịu rồi chúng ta đặt tiếp. Đặt làm sao mà đo? Thì đo từ cái đầu mũi á, tức là lấy cái đầu của ống xong nó đo từ cánh mũi nó đi qua cái lỗ tai, rồi từ cái lỗ tai đi xuống với cái vùng chấn thủy đó quý vị, nó sẽ vô bao tử. Cái cách đo là như vậy. Và sau khi đã thử rồi mà biết rằng chúng ta đã đặt đúng rồi đó, lấy băng keo dán lại. Thì có những cái trường hợp mà băng keo nó bị xúc hoặc là bệnh nhân nó tự nó gỡ đó, thì nó có thể nó lọt ra. Mà một lần mà nó lọt ra rồi thì cái diện tích đó, tức là cái đường kính hay là cái khoảng cách, nói chung là cái chiều dài đó, tôi nói cho trúng là cái chiều dài của cái tiếp lưu viên đó, nó dài ra thì biết là mình đặt trật rồi. Nó bị xúc dây cao su là cái băng dán đó, nó xúc ra rồi thì đương nhiên là mình đặt trật. Và lúc nào mà điều dưỡng trước khi cho bệnh nhân ăn bằng ống, người ta thử lại hết, lấy một cái ống, cái siren nó trống đó, rút nước từ trong bao tử ra trước, nó ra rồi nó biết rằng đúng rồi đó, thì mình bắt đầu mình bơm đồ ăn vô. Chứ không bao giờ mà tự nhiên mà lấy cái ống lên là bơm đồ ăn liền vì sao? Sợ nó xúc ra. Bệnh nhân nó kéo ra đó quý vị, là mình nó đem nó xúc ra, nó nằm ở cái khúc nào đó, mình bơm vô liền là bệnh nhân nó sặc, nó đi vô đường phổi nó là nó có thể nó chết luôn nữa. Thành ra mà cái người điều dưỡng nó báo cáo với cô tôi đó, mà huấn luyện viên tôi muốn vừa lòng của cái chị điều dưỡng đó mà đi chửi lại hay là đi rầy lại cái học sinh của mình á là sai. Nếu cô không muốn làm cho mít lòng điều dưỡng ở trong trại để cho dẫn học trò đi cho nó được suôn sẻ đó, thì dù sao giờ cũng nói tôi sẽ nói lại với học sinh của tôi. Nhưng mà phải biết đó là sự vô lý. Là tự vì cái chuyện mà chị bạn của tôi bà đặt là sáng hôm trước, mà qua ngày hôm sau mới xảy ra chuyện đó, thì đâu có phải lỗi của chị bạn của tôi. Quý vị hiểu chưa? Vì nguyên trong ngày đó đã là cho ăn, mà cho ăn không có chuyện gì, tức là chị bạn tôi đâu có lỗi. Chừng nào mà chị bạn tôi vừa lui đi, quay lưng đi về trường đó, mà cái suất ăn mà kế tiếp mà có chuyện thì có thể. Nhưng mà không, cũng không đổi thừa được. Bằng cách là mình, cái người điều dưỡng mà cho ăn đó, lúc nào cũng phải thử lại hết. Thử lại rằng chắc chắn là cái ống xong là nó nằm trong bao tử rồi mới bơm cái đồ ăn vô. Chứ đâu có phải mà cứ để sẵn cái ống đó là rút bơm liền đâu. Như vậy là sai nguyên tắc và chết bệnh nhân. Đó, thành ra mà nếu mà đem ra tòa xử thì nó cũng sẽ là như vậy. Nếu là cái người nào mà biết giữ y đó quý vị, là cái lỗi của cái người đang cho ăn chứ không phải là cái người đặt cái ống đó. Cái người đặt cái ống đó nếu khó chịu là bệnh nhân đã khó chịu ngay cái thời điểm đó rồi. Và người ta đã quay lưng đi rồi, người ta đã về trường rồi hay là đi đâu rồi. Cái người mà cho ăn kế tiếp là cái người đó phải thử lại. Không thử thì nó có thể hiện tượng nó là có cái vấn đề là nó cuốn tròn ở trong cái miệng đó quý vị. Nó xúc ra rồi nó cuốn tròn lên. Trời ơi, nói chung là cái tai biến y khoa là nó vô muôn hình dạng tượng. Nhưng mà cô huấn luyện viên của tôi không tế nhị. Cô quay qua cô nói với bà chị bạn tôi nói rằng em muốn giết bệnh nhân hay sao? Nói cái câu đó để cho vừa lòng cái chị điều dưỡng kia. Nhưng mà không ngờ là chị này chị yếu tinh thần quá, cái chị mới là chị mặt mày xanh lét mà chị không tự bào chữa cho mình được quý vị. Chị không tự bào chữa cho chị được.
Rồi cái đó lại bắt đầu chị mới nói rằng tôi giết bệnh nhân hả? Tôi giết bệnh nhân hả? Để bắt đầu chị khùng luôn đó quý vị. Đó. Thành ra rằng nếu như cái Đinh Thị Lan này đó, lờ sờ này nè, tôi nói quý vị nghe, nếu một người nào mà thương cổ thiệt đó, là có thể là tới để mà động viên cổ hay tìm một việc làm gì cho cổ, giúp cho cổ đi, hay là cho cổ khỏe khỏa bằng cách nào, còn không là nên đưa cho đi đi khám bệnh quý vị. Bởi vì một người có cái tâm lý mâu thuẫn liền xì xát với nhau, vậy là quý vị thấy nguy hiểm rồi lắm. Ba hồi thương, ba hồi ghét, rồi ba hồi hận, ba hồi tha thứ, là cái này là kêu là rối loạn nhân cách mà nặng á, quan tưởng nữa, quan tưởng quyền lực, quan tưởng bị hại đó, rồi quan tưởng tham lam đó, rồi muốn 3 tỷ ở trong đầu, muốn 3 tỷ mà tại sao ban đầu cái 3 tỷ này từ ở đâu ra, sao không nghĩ, bây giờ là lại ngồi nghĩ là tôi bị dịch Covid này nọ, biết là chìm trong cái dịch Covid rồi, tức là tôi đâu có làm ăn được, không có ai làm ăn được hết. Thì tại sao lại bây giờ lại tính toán với cô, rồi mình lại gài cái chuyện Mai Xuân Cường vô để tính toán là 3 tỷ mấy ha? 2 tỷ 9, 2 tỷ 9 30. Đâu quý vị thấy là cái này là rối loạn nhân cách rõ quá luôn. Và tham lam đó, bây giờ không có tiền rồi, bây giờ kẹt tiền nhà chăng à, bây giờ đóng tiền nhà nguyên căn mà quý vị. Trời ơi, cái căn nhà đó tôi nói quý vị nghe, nó bình quân tôi nghĩ rằng ít nhất cũng phải là 15 triệu một tháng là tính nguyên căn đó, còn tiền đặt cọc nữa. Đó thì tôi không biết như thế nào, có lẽ giờ kẹt quá hay sao mà đâm ra như giống như là, nói chung là khó biết cô này như thế nào đúng không quý vị. Đó thì có những cái điên mà nó do là cái hoàn cảnh đưa tới, hoặc là thất tình, bị sốc, bị nông nổi, là bị ai nó khích nó bác gì nó chịu không nổi, hoặc là du quan giáo họa cái gì nó quá đáng đúng không quý vị. Đó thì có thể người ta khùng, người ta điên. Quý vị biết rằng trong lúc thời gian mà tù chánh trị á, có một số người được trở về đó quý vị, họ tối ngày họ nằm ở trên giường đó, vợ con có xung quanh rồi đó, mà họ chỉ nói rằng giải quyết, là trong cái thời gian ở tù đó họ bị hà khắc quá, đổ vôi trên đầu của họ, rồi đó là tra tấn nhiều quá, rồi khi mà thả ra cái ấm ảnh nó còn quý vị. Và cái tiếng kêu giải quyết đó là tức là chúng tôi bị bất công quá, giải quyết cho chúng tôi đó. Thành ra cái đó nó ám ảnh trong cái đời thời gian họ ở tù đó, nó ám ảnh cho đến khi thả ra rồi, hòa bình xong rồi, vợ con đã gặp lại rồi, nhưng mà cứ nói rằng giải quyết, và phải cho uống thuốc an thần một cái liều rất là cao quý vị. Đó là những cái căn bệnh mà chúng tôi từng thấy đó. Thì bây giờ Đinh Thị Lan này ở một cái dạng là do cái sự ích kỷ quá mức, đây là cũng là tội lỗi của mấy cái đứa mà nó thuê mướn của chửi á. Chứ còn bản thân của cô Đinh Thị Lan là còn biết nói rằng tôi thương chị lắm, tôi không muốn khởi tố chị đâu, nhưng mà do cái ích kỷ và do thuê mướn và dựa vô cái gốc cán bộ, gốc cách mạng hay sao đó. Đây là nãy nha, mấy đứa là thằng Nam Quan Tiến Dũng mình, tụi bay có không hả? Tụi bay có đưa cho Đinh Thị Lan cái hoàn cảnh như thế này không? Tụi bay có suối không đó? Nó chơi với mấy thằng này nè quý vị, gieo trong đầu óc của con nhỏ này, rồi nó chơi với những cái người bạn không có tốt nha quý vị, thù hằn cô Hằng những cái chuyện không đáng. Chứ thiệt ra nó muốn hóa giải với cô Hằng, nó đã biết số điện thoại của Hằng, nó là từng là bạn của cô Hằng với chú Dũng, thì có chuyện gì đâu, có cần gì để lên trên khu vực Việt Nam vừa chơi vừa thăm và vừa hỏi thăm, mà vừa bắt đầu nói chuyện những cái gì nó trong lòng nó không đúng hay nó mâu thuẫn thì lên trên nó tâm sự với nhau, đúng không quý vị? Chính nó có gì sai không mà không chịu, rồi sau đó nó thù hận cô vì ba cái chuyện, nói chuyện gì đâu, rồi có chuyện Mai Xuân Cường đem vô nói hoài là có biết nhất, đây là rối loạn nhân cách rồi ha, rối loạn tinh thần đó quý vị. Rồi chuyện của Đinh Thị Chiên đâu phải là người ta không xử, người ta đã xử rồi 80 triệu rồi, và Vũ Văn Thịnh bị tù mấy tháng nhưng mà cũng không chịu, là tham quá, rồi thay gì đi để gọi dắp tiếp tục để coi lại cái đơn của mình, không đẩy đi trên thành phố nó trả lại, rồi chửi công an thành phố là vô cảm, xúc phạm danh dự của công an. Quý vị thấy không, cô Hằng của mình á, nói nguyên văn là như thế này: lên đồn công an theo giấy triệu tập, trong thời gian chờ đợi thì tôi bị luật sư của thằng Võ Quận Yên Giới đánh tôi. Là hoàn toàn nó có nói động tới công an phải không, nhưng mà nó có chữ là đồn công an, cho nên công an mới là chụp vô cái câu này, nói rằng bà Nguyễn Phương Hằng vu khống cho công an. Hai chuyện khác nhau.
hai cái vấn đề hoàn toàn khác nhau, nhưng mà người ta nghĩ là một nghĩa. Tội nghiệp cho cô Hằng chưa? Quý vị thấy không quý vị? Cái chuyện này là cô Hằng nói luật sư Võ Hoàng Yên, nhưng mà công an chạm tự ái. Đó, quý vị thấy nó rất là tội nghiệp cho cô Hằng. Quý vị thấy thấy cô Hằng toàn là những cái chuyện rất là xui. Nói rằng tôi đi lên đồn công an theo giấy triệu tập của công an, và trong khi chờ đợi thì tôi bị thằng luật sư của thằng Võ Hoàng Yên giới tay muốn đánh tôi. Nhưng mà công an nghe tự ái, cho rằng cái chuyện này nó xảy ra trên đồn của chủ của mình làm việc, cho nên ra một cái tờ báo Nguyễn Phương Hằng, bà Nguyễn Phương Hằng vu khống cho công an. Đó, quý vị cũng chơi chữ với nhau hết đó. Bởi mỗi cái là tôi mỗi nói, không quý vị thấy không? Tôi phải nhớ để tôi nói, để mà tôi muốn nói rằng cô Hằng rất là tội nghiệp. Chuyện gì cũng là đem đè trên đầu cũ hết trơn á. Rồi đem giữ cái máy điện thoại của người ta mà không có là có một cái biên bản chứ. Hôm nay có mặt đồng chí nào, đồng chí trung úy nào hay là đồng chí thượng tá nào có mặt để mà chứng kiến bà Nguyễn Phương Hằng giao cho chúng tôi một cái vật chứng, đó là cái máy điện thoại hiệu gì, màu đen, màu trắng như thế nào, và chúng tôi đã mở ra trước mặt các đồng chí và bà Nguyễn Phương Hằng để xem cái chứng cứ nào để mà thưa kiện khởi tố thằng Võ Hoàng Yên, nhưng không làm cái biên bản đó. Trả lời cho cô Hằng rằng cầm, cô Hằng cầm xong rồi cô Hằng đi về đi, rồi sau đó kêu cô Hằng trở lại nói rằng trả cái máy cho chị nè, không thấy cái gì trống ở trên á. Thì cô Hằng cũng mới cầm, cô lên trên cục mới và phân trần với chúng ta đó, ở trong mấy cái buổi live stream của cô đó, thì cho rằng cô Hằng xúc phạm. Quý vị thấy sao? Rồi, thôi bây giờ trở lại với cô mà Đinh Thị Lan như thế này nè. Lan ơi, bây giờ đó cô chính khuyên con là như vậy nè, thôi khóc vậy cũng được rồi, bà con thấy hết rồi, bây giờ để bà con với cô chính chờ báo công an, báo tuổi trẻ pháp luật gì đó, nó nói gì cái chuyện tại sao con khóc cho một cách công tâm ha. Thì thôi để chờ đi, con đừng có lo nữa. Trời ơi, nước mắt của con quan trọng lắm đó chứ. Tội nghiệp hết sức, người ta chờ đợi cả một đêm, mà đâu phải đêm, coi như là cô đã chờ đợi rất lâu rồi quý vị ha. Thành ra cô mới nhắc cái ngày 11 tháng 3, chứ thiệt ra 11 tháng 3 tụi tôi mới biết đây hè. Mà đã vậy còn hồ la quảng là không, la quảng là không. Chính ông Trần Quốc Vũ ông còn không biết đường ở đâu mà. Ông là luật sư, ông là kêu là sát sườn với vấn đề pháp luật đó. Ông không biết làm sao mà ông nói quý vị. Thì tụi tôi làm sao mà biết được. Nhưng mà Đinh Thị Lan đã chắc bắp rằng là 11 tháng 3 này nè là sẽ gặp cô Hằng. Đó, thành ra cái mơ ước này quá trời rồi, rốt cuộc bây giờ là không được gì trơn. Quý vị thấy không, nó thất vọng, tội nghiệp nó quá không quý vị ha. Nhưng mà thôi bây giờ con đã nói rằng là chờ báo nói sẽ công tâm hơn, thì để mấy cô chính đồ này nọ sẽ chờ báo. Mấy cô chính và các youtuber của con chờ báo của cái làm sao. Đó. Bây giờ đó con muốn cho bắt các youtuber ta đừng có bàn luận gì con nữa ha. Thôi thì bây giờ đó con đừng có nói gì tới cô Hằng nữa, con nghỉ ngơi đi. Rồi để khi nào cô Hằng thi hành án xong 3 năm rồi đó, thì chị em gặp nhau nói chuyện, uống nước với nhau nói chuyện rồi từ từ nữa. Rồi con khó khăn cái gì đó là cô Hằng có giúp đỡ cho. Tôi nói quý vị nghe, ngay cả con Phạm Thị Ngà nó chửi cô sơ sơ không quý vị, mà nó cũng đâu có biết mặt của nó đâu. Đinh Thị Lan này là bạn cũ của cô Hằng mà, phải không quý vị? Thì thôi bây giờ mà cô Hằng cũng còn thương con Phạm Thị Ngà, con Phương, cái con nhỏ đó, cô cứ nghĩ nó đi nó múa cột bên Dubai đó. Con gái mà làm cái nghề đó thì không biết xấu hay tốt, nhưng mà cô thương. Xa xứ mà tại sao mà cô không chọc ghẹo mà nó lại chửi cô. Cho nên cô nghĩ rằng chắc nó cũng bị ai đó thuê mướn. Cho nên cô đã tỏ một tấm lòng nhân đức của cô. Cô bảo rằng về đây đi, rồi chị cho em, chị cho em 2 tỷ. Trời đất ơi, hào phóng quá trời luôn. Mà lúc đó không nghe tiếng nào của con nhỏ kia hết trơn á. Thì té ra là nó đang làm giả đi cô. Nó giả như cô ở cái chùa ở huyện Thanh Oai ở ngoài Bắc á. Trời ơi, sao đó nó bị bắt. Nó giả như cô nó cạo đầu trọc lóc. Chịu khó ghê không có gì. Nó nói chung lại là cho nó những người mà dính vô con Hằng này nó kêu là giống như là cái là nó giống như con ruồi mà nó dính vô một cái chất nhựa nó rút chân không được. Thôi đừng có khóc nữa nha con. Giờ cô Chính nói cho con nghe, cô Chính không có cười con đâu, cô Chính thương con lắm. Đừng có khóc nữa.
Mà bây giờ nếu ức quá không biết làm sao phải không, thì thôi đi qua bên Lào thôi. À, đi qua bên đó gặp quốc vương hoàng hậu bên đó, nó bây giờ nó quen biết với chính phủ bên Việt Nam này, rất là thân, nó như anh em. Thì thôi bây giờ làm sao mà cho tôi một cái giấy gọi là giới thiệu để tôi lên trên tối cao phát diện luôn, nghĩa là không còn ở trong thành phố Hồ Chí Minh mà ra Hà Nội gặp tối cao phát diện để đưa cái tờ giấy nguyện vọng tôi muốn gặp bà Nguyễn Phương Hằng đó. Vậy nha con, làm thử đi, là xem như người ta nói cái câu rằng là dân bất học bất tri lý, cái mà kêu là nói ngang nó ba làng nói không lợi, người ta nói cái câu đó. Ba làng là nhiều lắm, có gì có mấy ngàn con người nữa chứ không phải giỡn đâu. Thì cái đó là cái câu ông bà chúng ta nói, mình tưởng đâu là nói chuyện là ông bà chúng ta nói vậy thôi, nhưng mà cái gì mà ông bà chúng ta nói nó có gì là nó đó là nó xảy ra rất nhiều, nó thành ra một cái chuyện người ta đã nhìn thấy cái vấn đề đó. Tôi nhớ cho quý vị nghe, tôi cười ở trong mấy cái văn chương ở trong mà tự lực văn đoàn á, mấy bà mà chửi nhau, mấy bà bắt chửi nhau hồi đó mình học toàn là văn chương ở phía Bắc không là kêu là con gà nó ở nhà tao nó là con gà, mà sang nhà mày nó là con thần đanh đỏ mỏ nhiều cái từ tôi cười lắm. Rồi cái kiểu mà mấy bà mà chửi nhau đó, trời ơi, tôi nói nghĩa là bồ má ông bà gì mà lôi ra. Còn ở trong miền Nam mình nó hay nói vậy nè, chính hồi đó chính nghe cái mợ chính của mình đó, là vợ của cậu chính mình ổng mê cái lương lắm, ổng ngồi soạn tuồng gì tự soạn tuồng, mà tự ổng với một người nữa, ổng với một người nữa, người kia thì đàn, ông thì nghĩ ra rồi mỗi người nghĩ một đoạn đó, là cái đặt lời cho những cái bài bản của cái lương á. Ổng hát ở đâu thì mình không biết đó, thì ổng cứ tới hết cái mùa lúa ổng rồi ngồi ổng hát, ổng đặt tuồng. Thì bà mợ chính mình nó một lần bà chửi một đứa con bà đó, mày không có gì nghe. Bà cố nội cha nội mẹ một lần, đồ dịch dật. Đó là quý vị biết hồi đó là rủa, hồi xưa là rủa nhiều hơn là chửi. Không biết chửi mà cái ý nghĩa là như thế nào, mà ông ngoại của mình là tức là ông nội của mấy đứa nhỏ phải không, mấy đứa em họ của mình đó, mà bà chửi tính bơ, bà cố nội cha mẹ mày. Hồi đó là bà mới chính mới chửi mà riết mà chính cũng thuộc lòng, còn mấy người xung quanh cũng nữa chửi con là chửi vậy. Nhưng mà cái đánh con mà để cho tới tử vong mà đưa vô bệnh viện thì nó ngay không có gì ra, mình nói ra đó thì Đinh Thị Lan này nó đáng thương, nó là lời sờ. Còn mấy năm nữa, nó nếu nói 3 năm thì nay nó còn khoảng 2 năm nữa hoặc là năm mấy nữa thôi đó, đi ra để là mở văn phòng luật sư đó quý vị. Thì luật sư nó có nhiều lắm, mình cho thuê mặt bằng là mình mới hiểu mấy em nó nhỏ con, cái mình nói trời ơi cái tướng mày vậy sao mà nó mày cãi được. Quý vị biết không, nhiều khi một bác sĩ mà cao lớn đó quý vị, bước tới cái bệnh nhân nó yên tâm, nó nhìn bác sĩ hồng hào to lớn tự nhiên nó có một cái gì nó yên tâm, quý vị, nó dựa dẫm, cái đó là tinh thần đó quý vị. Còn mà bác sĩ mà xanh lè xanh mét mà ốm nhôm ốm nhách, nhỏ con nhỏ thó mà đi tới mà khám bệnh, nó đa số không có được cái sự mà đồng tình của gia đình, miễn cưỡng thôi. Mà cái vấn đề tinh thần nó quan trọng lắm quý vị. Thì cũng tương tự như vậy, quý vị biết những người mà hơi cao lớn chút xíu chọn cái nghề luật sư cũng hay lắm quý vị. Bận áo đen vô rất là uy nghiêm nha, mỗi một cái màu sắc tuy nó đen nó trắng đó, nhưng mà nó nằm ở trong cái môi trường nào chị như thấy nó uy nghiêm lắm quý vị. Thì chính mới nói với mấy em cháu nó đứa nào nhỏ thó, chính nó chờ đứng gì mà cãi thì sao ai mà sợ mày. Nó nói dạ đâu có phải đi luật là cãi đâu cô, đi luật cái là hành chánh, đi luật đấu thầu, đi luật về bên tư vấn đất đai nhà cửa hôn nhân đồ ô này, nhiều luật lắm quý vị biết không. Đụng vô nó giống như bên y khoa đó, là đủ thứ trời đất ở trên, mình đừng có nghĩ rằng hãy nói chữ luật là đi cãi nha. Báo chí cũng thế. Báo chí chiến trường là phóng viên chiến trường, là phóng viên về bên xã hội, bên ma túy, cái mảng ma túy hay là buôn lậu, hay là đường dây mại dâm, hay là bắt cóc gì đó, rồi bên đất đai nhà cửa, rồi bên y khoa, kinh tế, rồi báo chí về bên văn nghệ này nọ đó, thì quý vị biết không, nó chia ra hết trơn luôn. Đó, thì thành ra có một lần cô Đặng Thị Hằng đi, cô bắt lỗi người ta đó, cô nói rằng tôi là phóng viên chứ không phải là cộng tác viên. Cái cộng tác viên là giống như là người không có hợp đồng, người chỉ là hợp đồng chứ không có biên chế, đúng quý vị. Cái cộng tác có thể chúng ta chọn một cái nơi khác, hay là chúng ta làm việc ở nhà chứ chúng ta không có tới cơ sở.
Còn phóng viên á, là cái người có cái chân ở trong một cái tờ báo lớn đó, ABC gì đó, tờ báo đó đó. Rồi phóng viên tùy theo cái mảng để mà làm công việc của mình. Là, ví dụ như riêng như cô Đặng Thị Hằng Nhi thì mình nghĩ về cô Binh, về xã hội đó. Thành ra trong xã hội này, bởi cổ mới đi tranh đấu, là cổ mới binh vực người yếu cơ, yếu thế gì đó vậy. Rồi cổ mới được mang cái hiệu là bông hồng thép. Nhưng mà không biết sao mà cổ dính qua cái vụ mà cứ là hù dọa các doanh nghiệp để mà tống tiền nữa, thì mình nghĩ hai cái mảng nó khác nhau. Quý vị biết không, đã đi bên doanh nghiệp tức là bên thuế. Mình có thằng cháu bên thuế nè quý vị. Thằng cháu mà nó, thằng cháu họ nó kêu là nó kêu mình bằng gì đó, nó là bên thuế đó. Thì tới cuối năm á, mình thấy người ta gửi đồ tới cho nó rất nhiều, mà những cái đồ mà kêu là nặng ký như vậy, chẳng hạn tôm này nọ đúng không, để tên của nó đàng hoàng gửi tới. Đó là những người không biết xin lỗi quý vị nha, không biết là nó có kêu là công ty với người ta để mà nó giảm thuế đó quý vị, gọi là khai thuế đó. Cái vấn đề khai thuế quan trọng lắm. Ở trên các quận đó, hồi đó chính đi khai thuế cho cái nhà của mình, nó bây giờ hết rồi. Ở trên đó ta đẩy giấy xuống, mình cứ đóng thôi. 3-4 năm người ta mới thay đổi cái giá tiền, mà thay đổi cái giá nó cũng không bao nhiêu. Nó nhích lên cũng vài chục ngàn thôi, 10 ngàn, 20 nữa quý vị. Thì có một người dặn mình ngồi mình khai thuế. Khai thuế rồi quý vị biết, trong cái lúc mà khai thuế đó, những người mà có cái tính mà mánh li mum á, trời ơi, cái chuyện đơn giản nè, mình cho thuê mặt bằng nè quý vị, thí dụ mình cho thuê nó là 20 triệu nha, một tháng, thì đi khai chỉ là 10 triệu thôi, tức là phân nửa của cái thực tế của mình thôi, để người ta trốn cái vấn đề đóng thuế đó quý vị. Những cái người mà tới thu thuế, người ta dựa theo cái số tiền mà thực, cái tiền mà để cho mình đi cho bên B nó mượn đó, mướn nhà đó, thì người ta sẽ mình giảm phân nửa để chỉ nó đánh phần trăm ở trên cái số đó, gọi là thu nhập cá nhân của mình đó. Ví dụ giờ tôi nói tôi khai có 10 triệu thôi, thì tôi sẽ đánh bao nhiêu phần trăm trên cái 10 triệu đó. Còn nếu tôi để nguyên 20 triệu thì tôi sẽ đóng nhiều hơn. Thành ra đây là một cái màn mà kêu là trốn thuế ngoan mục. Hầu như là những người cho thuê mặt bằng đều như thế hết. Cái người chủ thuê mặt bằng đều yêu cầu cái người bên B đó tới thuê mình đó, khai cái số tiền nó nhỏ lại bằng phân nửa thôi, hoặc thậm chí 1/3 nữa, còn thậm chí nữa là cho mượn. Là đó, con cháu của tôi đó, đó có gì nguy hiểm lắm rồi nha quý vị, chứ đâu có giỡn đâu. Đó là thành ra mới là tòa án lúc nào cũng có chuyện để mà xử. Thành ra không bao giờ rảnh hết trơn. Tại vì sao? Cái sự gian trá, cái sự gian trá, cái sự mà qua mặt đó, nó làm như thành một cái nếp sống văn hóa của người Việt chúng ta. Thành ra quý vị biết không, tôi đã được có một cái như thế này nè. Những người mà xuống khai thuế nhà tôi đó, tôi đều nói thử thật cái con số đó luôn. Thành ra là những người kia đó kẹt lắm. Cái người mà bây giờ mà đi thuê đó, là bên kia cũng đóng thuế, bên tôi cũng đóng thuế. Thành ra nó đòi hỏi tôi phải là, chính nó cũng đề nghị là tôi chỉ khai phân nửa cái tiền cho thuê thôi. Nhưng mà khi mà ai mà bất chợt xuống hỏi nhà tôi là cô cho thuê cái mặt bằng này là bao nhiêu tiền, tôi nói cái tiền giá thật không hả quý vị. Tôi được có một cái đó, bởi vì tôi suy nghĩ về nè quý vị, nó láo hơn, nó vòng vòng hơn, cũng lòi à quý vị, nói hơi vòng vòng cũng lòi à. Hồi đó tôi đi làm nhà cũng vậy nữa, mình xin để mình có một cái diện tích để cho mình để đồ vật tư á, nó chỉ cho mình mấy thước thôi, mình lan ra rồi là mình choán cái đường đi của khách bộ hành. Mà bây giờ đó như mấy anh thợ dù khi mệt mỏi đó quý vị, rồi để tùm lum hết xuống phạt. Thì ai cũng dặn tôi nói rằng tôi là đi người mua thu dây chai, đừng có nhận mình là cái chủ nhà này. Tôi nói thôi. Thì coi như là lần nào tôi đứng tôi xin lỗi các em mà kêu là đi mà kiểm tra mà nhà cửa đó quý vị, ta cũng nói chị là chủ nhân nhà này hả? Dạ thưa tôi à. Không có nói mình là dây chai dây gì hết trơn quý vị. Tôi nói láo không được, tôi nói một hơi là vòng vòng là dính hà. Cái tôi nói thiệt luôn, thì mấy em mới nói cô nói với mấy anh thợ đó đẩy cát đồ vô, xi măng đồ vô đi, mấy cái xẻng cái gì đó đẩy vô để cho đường người ta đi, không mà tôi phạt á. Dạ thôi cảm ơn em mấy cháu, cảm ơn đàng hoàng rồi xong. Chứ còn mình nói vòng vòng nó, người ta ghét quý vị ơi, nó biết nó ghét lắm đó. Thành ra là tôi nói gì trên đời đó mà khổ một cái là vấn đề cho thuê mặt bằng đấy quý vị, hỏi hết coi. Cho thuê mặt bằng, cho thuê nguyên căn không bao giờ mà khai cái tiền thiệt hết trơn, mới trốn thuế bằng cái cách như vậy. Chỉ là 1/3 và phân nửa đi sợ đóng phần trăm. Đó là tôi nói quý vị, đó là thành cái văn hóa của cái sự gian trá đó quý vị. Từ trong dân và trong cả cái người đi khai thuế, rồi cái người mà đi thâu thuế cũng,
ăn với nhau trơn à, ăn không ký với nhau đó. Thành ra đó, trở lại vấn đề đó là làm lờ sờ như vậy nè quý vị biết không, người ta ngồi người ta làm tiêu vấn đó. Thì bây giờ cái ông mà luật sư và lóc đó là cũng cái dạng nó vừa đi cãi mà cũng là vừa để tư vấn đó, ông cũng tư vấn đó chứ. À, xin lỗi nói hơi chút cá nhân chút, là có một người nào comment nói rằng cái ông luật sư và lóc đó là hồi đó bên cô Hằng, bây giờ là không bên nữa. À, tôi rất công tâm, tôi thấy ông và lóc này cũng khá đó quý vị, nghĩa là con người của ông cũng tương đối là ông cũng nói lên những cái điều mà cần thiết là ông nói đó, ông nói cũng được đó quý vị, chứ không đến nỗi là ông. Cái chuyện mà ngày xưa nói ổng với Bùi Thanh Quỳnh Như như thế nào, nó binh vực sao đó, thì thật ra thì quý vị biết rằng trong một cái chuyện xảy ra thì bao giờ cũng có bên A bên B, quý vị nhớ vậy nha. Lúc nào thì cũng có cái trái chiều với nhau, đừng có đánh giá chung. À, mỗi người một cái quan điểm vào cái thời điểm đó, vào cái đối tượng đó. Thì thành ra chúng ta đừng có bích lòng với nhau những cái chuyện không đáng. À, quý vị, kể cả như chú Thủy hay là cô Hiền Anh gì cũng vậy, nó mỗi người dù khi ta có cái lập trường, cái giai đoạn của người ta. À, quý vị, như cô Hoa Hậu Mỹ Sinh đó, là cổ nói rằng cổ ủng hộ cho cô Hằng là về sau này cổ đi tạt qua cái đề tài khác. Nói chung là chúng ta đừng nên là mít lòng hay là nên mà kêu là những cái nhỏ nhen như vậy, cái mỗi người là có cái hoàn cảnh riêng. Tới cái thời điểm đó người ta rẽ ngang, không có gì vấn đề gì hết trơn quý vị. Thì trở lại đó, giới như là Đinh Lai Láng đó, cái thời giờ mà nó đi nó ngồi nó thương người ta đó, nó ngồi nó học luật cũng như là bác sĩ đó, ngồi ôn lại bài vở. Quý vị nên nhớ rằng y khoa nó không phải học trong trường không, mà học ở trên bệnh nhân đó quý vị. Bệnh nhân nó có nhiều cái căn bệnh, nó tổng hợp, nó không phải là tôi bệnh A là bệnh A, bệnh B bệnh B đâu, mà cái triệu chứng nó cứ giống với nhau mà đúng không. May mốt mà quý vị có điều kiện, quý vị mở ra một cái trang gì ban máu không á, là nó nổi ban sởi trên người đó, nhưng mà nhìn vô nó là ban đỏ, hay là nó là một cái ban phát ban, hay là dị ứng thuốc, hay là nó là cái ban của sốt xuất huyết, hay là của não mô cầu, hay là cái ban nó là thuộc về bên bệnh thương hàn hay gì, nó rất là khác nhau, nhưng mà nó cũng là nổi ban. Quý vị nhìn vô là quý vị sẽ thấy mình đây, mình nói thẳng với quý vị đó. Thành ra bác sĩ mà không học thì chậm lại, nghĩa là một ngày nào mà không coi bài vở, không cập nhật đó quý vị, là cù lần. Nghĩa là thấy cái trang trước người ta điều trị thế nào là nhái theo viết y chang như vậy. Mà thật ra là cái kháng sinh này nọ đó, những cái loại thuốc cần dùng người ta vẫn phải y như vậy ngày này qua ngày kia, nhưng đến lúc nào ta ngưng ta phải ngưng. Nhất là mấy cái corticoid đó quý vị, rất là nguy hiểm. Nhưng mà bác sĩ mà dở nó đem nó sao kê đó, nó kêu là nó copy những cái trang đằng trước đó, nó sao lại. Ở trong nghề chúng tôi cũng có nhiều cái người tiêu cực thấy mồ. À, thì trở lại vấn đề đó là Đinh Thị Lan đáng lẽ ra phải ngồi học luật đi. Nó định cho người này là 1 năm 5 mà 1 năm 6. Đó là quý vị thấy không, nó theo ra nó là đồng nghiệp của những cái người mà đang ngồi trên quan tòa đó. Người ta nói là quản quan tòa mà không biết sao nó lên, người ta cũng phải tiếp nó đó quý vị. Là con nhỏ này nó có gốc cán bộ thiệt đó, tôi đây là tôi nói thẳng với quý vị luôn. Nhưng mà nó không biết cái giá trị đó. Gốc cán bộ thì phải càng khiêm tốn. Vì cái chế độ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa này nó nằm từ dân mà ra, vì dân mà có và vì dân mà phục vụ. Đó, nó là khác tư bản cái chỗ đó, nhưng mà nó không hiểu ý nghĩa sâu sắc đó. Bây giờ nó đem cái gốc đó ra nên nó nhũng nhiễu đâu quý vị. Chứ còn cái chuyện gì nó bất mãn ha, thì ngay cái thời điểm đó nó làm đơn làm từ nó thưa. Thấy không, tại sao con Di Quanh nó từ bên Mỹ mà nó về nó thưa cô 2-3 chục luôn. Thì sao con này đi ký đơn ké. Nếu mình ức hiếp nè, mình bị ức hiếp thì mình làm một cái lá lên độc lập. Tôi bị ức hiếp chuyện nào, phải không thưa quý vị? Đằng này nó ké cái đơn của con Di Quanh là thấy nó xoàng không quý vị? Quá xoàng luôn. Đó, tụi nó nghĩ là nó đem cái chữ ký tập thể ra để nó đè cô đó, nhưng mà xoàng đó. Nó không có chính kiến, ghét người mà cái kiểu mà ghét bè đảng đó quý vị, gọi là bè đó, phải. Nó không có chính kiến, vì mỗi một câu chuyện nó có chuyện riêng hết. Còn Di Quanh á, nó xấu hổ là vì chửi nó là đẻ thuê để mướn, phải không? Nhưng mà thiệt ra trong Google nó có những cái câu nói lấp lửng quý vị. Lấp lửng là coi như là chen vào là người thứ ba này nó lấp lửng cái kiểu đó. Quý vị mở cái tiểu sử của Di Quanh ra coi. Trời ơi, cái nào nó cũng có, thành ra là nói cho quý vị nghe đó. Nhưng mà mình lấy đời tư của người ta ra là không đúng. Nó quý vị, cái đó là có và không. Không biết là cái nào. Cả cái dứt sử cũng vậy nha. Nhiều khi có những cái
tình cảm như ông Vua Gia Long thì nói ông Vua Gia Long ok hết, nói ông Quang Trung không ngon. Ai tình cảm như Vua Quang Trung thì nói ông Gia Long là xấu. Thí dụ, tôi nói thí dụ vậy đó. Anh ra chỉ là một cái để tham khảo. Và mình sẽ xem nhiều cái loại sách nữa, nhiều tác giả nó để cho mình kết hợp. Và vấn đề nữa là lòng dân đó quý vị, lòng dân quan trọng lắm. Tại sao con đường Gia Long bây giờ bị mất? Ngày xưa tôi đi làm từ nhà tôi mà tới nhà Thương Nhi Đồng Hai là tôi phải đi qua con đường gọi là con đường Gia Long. Bây giờ là đổi lên là Lý Tự Trọng. Mà không mất cái đường Gia Long đi, mà trong khi Minh Mạng còn, ha, Minh Mạng Tự Đức thì còn, nhưng mà Vua Gia Long thì lại bị mất. Đó, quý vị thấy không? Rồi con đường Nhiếp Chính Nỷ Lan không có, mà con đường bà Nguyễn Thị Lộ thì có. Bà Lộ là vợ, là thê thiếp của ông Nguyễn Trãi thì có. Mà trong khi Nhiếp Chính Nỷ Lan là vợ của vua đó, nhưng không có. Đó, quý vị thấy không? Là lòng dân quan trọng lắm. Khi mà soạn cái tên đường á, là nó cũng nằm trong lịch sử mà coi như là cái gì mà nó coi là tốt, thật là tốt đúng không? Chứ còn mà gian ác hay là làm những cái điều gì không tốt thì người ta sẽ loại ra. Như đường Thái Hậu Dương Nhân Nga đâu có phải không quý vị? Thái Hậu Dương Nhân Nga không có. Thì để mà nói thêm cho quý vị nghe, để cho quý vị nắm vấn đề là chính nói chuyện, cái cách bình luận của chính quý vị nhớ lại lần nữa nha, bình luận nguội. Còn mà đưa tin tức thật là xác đó ha, quý vị dựa báo. Báo là một, với thứ hai thí dụ như là mấy cái kinh anh Cất Việt, hay là anh mấy cái anh mà lang thang, hay là mấy cậu lang thang, hay là anh Kiều Kiệt Tấn Đạt này nọ, hay là luật sư Vũ, luật sư Vlog đó, là người ta xác, vì người ta có thể tiếp cận được. Còn chính đồng chí Lý Lắc cũng tiếp cận, nhưng mà cách tiếp cận mỗi người mỗi khác. Nhiều khi đồng chí phải đi tiếp cận cái hiện trường để mà quay một số hình ảnh này nọ. Rồi có những lúc mà đang đi làm việc cho phục vụ cho trẻ con á, thì bây giờ mà thì giờ đâu mà quay. Thì chính dựa vô tài liệu đó một phần, thứ hai dựa trên tin tức của Vlog, hay là của luật sư Vũ, hay là của Đinh Quần Nhân, vân vân. Mỗi cái một chút được gọi là bình luận nguội nha quý vị. Còn nếu mà chính nói y như thật á, thì chính phải là người tiếp cận ở trong cái môi trường đó. Bây giờ mình không tiếp cận được mà mình nói là mình nói sai. Mình nói cứ là mình giống như mình đi cọc dê của người ta đó nha. Phải hiểu như vậy. Thành ra chính muốn nói với quý vị với tính cách là mình bình luận, và mình coi như là mình diễn giải ra cái điều mình biết với kinh nghiệm sống của mình. Đó thì chính mới nói rằng á, bà con mình mà chấp nhận á, thì nghe thì ủng hộ được cho cái kinh của đồng chí Lý Lắc, thì chính rất là kính ơn luôn, nghĩa là kính trọng và mang ơn dữ lắm đó nha. Chứ còn thiệt ra thì mình đòi hỏi bà già này mà nói thiệt mà ngắn á, thì cái bài của mình không có gì để nói quý vị. Mình đây mình nói những vấn đề đạo đức này nọ ha, mình chia sẻ với bà con mình về cái kinh nghiệm á. Thì nếu mà Đinh Thị Lan dùng cái thời giờ 3 năm nay chỉ để nhắc tới Mai Xuân Cường và để nhắc Ninh Thị Chuyên 20%, đâu quý vị biết không, cái này là cái nó tiếc cho đời của cổ. Cổ với cái mái tóc của cổ, với cái làn da của cổ, với giọng nói của cổ rất sang. Tôi nói thiệt quý vị, tôi là dù nói ghét ai mà tôi nhìn cái người đó tôi nói sang là sang. Với Đinh Lan là như thế, nhưng mà Đinh Lan là mất hết nha. Rồi thứ hai nữa, mình cũng là một cái người học luật lờ sờ mà quý vị, tự dám để chứ lờ sờ là kêu là nói cô Hằng là khoe học xoàn, nhưng mà cô ta để chứ lờ sờ đó là rất là bậy bạ đó. Chưa có ra luật, ra trường rồi mà chừng nào có bằng cấp của nhà trường cấp cho mình đàng hoàng rồi mình đi ra mình mới để chứ lờ sờ. Nói thẳng với quý vị vậy, ngay bác sĩ cũng vậy, ra hai năm đầu á là đi thực tập, vẫn đi khám mà khám bệnh không có chính thức, không được để cái bản mà để lấy tiền thâu tiền người ta, phải 2 năm. Rồi sau 2 năm đó rồi đàng hoàng vô biên chế đàng hoàng mới để chữ BS nha quý vị. BS á, bờ sờ bờ sờ là bờ sờ về cái gì, ví dụ là chuyên khoa về con nít, hay là chuyên khoa về bên định nội khoa, hay chuyên khoa về phổi, hay là chuyên khoa về thận. Nghĩa là nó có từng ngành hết. Đó quý vị phải biết như vậy đó nha. Cái luật của nó đàng hoàng như vậy để quy cái trách nhiệm cho nó rõ ràng ra. Có nhiều người đó là một cái phòng mạch nó chỉ là để khám bệnh thôi, mà đi mà chơi thẩm mỹ vô nha, cắt một ruồi cho người ta nè. Rồi đi cắt những cái bú gì của người ta, bú mềm hay là bú mỡ, hay là cái những cái loại bú mà kêu là cái C, bách C gì đó quý vị, nó nhiều có tên lắm.
đem cắt của người ta mà có mà không có chuyện gì thì không sao nha, không sao hết, qua được thì thôi. Nhưng mà không qua được mà bị thua bị kiện hoặc là xảy ra sự cố là có mắc dịch luôn, đi hầu tòa cho chết, đừng có nói. Thành ra là thay vì cái giờ mà cái tối ngày là đi lượm bạc cắt đó quý vị, cái đáng lẽ mình có một tương lai phải không quý vị, đi tập sự, đi cải tập sự cũng được đó quý vị, cơ gọi là đó gọi là đi làm văn phòng ở trong mấy cái nơi mà cái tòa án lớn á, thì cái cỡ như là Đinh Thị Lan nếu đúng là lờ sờ với cái kiểu còn mấy năm á, thì bây giờ đi vô trong đó chạy giấy tờ quý vị, gọi là công văn á, đi thực tập và coi là phụ tá cho một vài luật sư, người ta đã chính thức ra cải rồi, các thẩm phán người ta ra ta cải đó, thì người ta vẫn có một số gọi là tàu lọt mà nói chuyện cho nó qua, nó du du là tàu lọt á, hay là đệ tử, hay là giống như thằng Lê Minh Hiển của hổm mà văn phòng của Trần Văn Sĩ đó, nó lên nó chửi cô này nọ đó, cái thằng đó đó nó thuộc cái dạng như Đinh Thị Lan bây giờ đó. Nếu mà đi vô các tòa án hoặc các văn phòng luật sư thì gọi là chạy công văn giấy tờ soạn. Ví dụ bây giờ ông luật sư ông nhận một cái ca đó ha, ông thải ra ông biểu cho mày soạn đi, cái bà này bà đang thưa chồng bà đang có vợ bé thế chù vậy nó có những cái bằng cớ gì đó nên mày soạn ra đi, thì cái thằng đó nó sẽ hỏi cái ý kiến của chị đó một vài vấn đề tên tuổi các kiểu rồi giấy chứng minh thư này này nọ, địa chỉ vân vân và vân vân, rồi nó bắt đầu nó soạn, thì đó là cái kiểu Đinh Thị Lan nó sẽ làm cái khâu đó đó quý vị. Rồi dần dần vừa học vừa làm, vừa học vừa làm, rồi bắt đầu ra thi tốt nghiệp. Thi tốt nghiệp một cái rồi thì những năm tự tập sự, chưa gọi là luật sư, chưa gọi là thẩm phán, vẫn còn tập sự. Rồi lên cải nhìn sao mấy cái ca mà ăn cắp ăn vặt, cải từ từ đi. Rồi sau đó những cái trọng án hơn, những cái ca mà giết người này nọ vân vân, rồi tùy theo cái chuyện mà chuyên môn người ta chọn đó quý vị, là từ 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 nâng cấp lên. Báo chí cũng thế ha, báo chí cũng thế và tu hành cũng như vậy luôn. Quý vị thấy các ông sư thực tập mà giảng không? Trời ơi, chính đi nghe mấy ông thầy mà tập giảng nhiều lắm. Là ở đằng phía trước là có hai hàng của các vị mà sư trưởng đó quý vị, ni sư trưởng đó, người ta đang giảng nhiều rồi, ta nghe nhiều rồi đó, ngồi cái hàng ghế đầu. Và cái ông sư đó lên tập giảng lại cho các chúng sanh nghe, như là tụi chúng mình đó quý vị, đó là cái là Phật tử đó. Ông ngồi trên bục cao ông giảng, và cái bài ông giảng như vậy đó có hay hay không, có đúng theo cái pháp của nhà Phật hay không, rồi các sư ngồi mà chấm điểm đó. Thành ra là chính hồi đó đi chùa Xá Lợi là nghe mấy sư mà tập sự rất là nhiều. Thành ra chính nói vậy, trong một ngành nghề nào cũng có cái tập sự hết. Mà cô này ở nhà mà cổ để tạo một cái sự bất, kêu là bất, kêu là bất an ninh á. Đây là một cái con người kêu là phá rối trật tự an ninh trong cái xóm của mình. Bây giờ quý vị không tin phải không? Phải không? Đi tới đó phỏng vấn thử coi, nhà báo làm việc đi, ai là nhà báo mà nghe chính nói bài này, nó nói câu này nè, đi lên cái khu xóm của cô Đinh Thị Lan để phỏng vấn đi, xin nó ở mấy bà con ơi, ở đây nè, cái cô bên nhà bên đó đó, cái cô bán rượu đó đó, cô hay la lắm phải không, hay là cô làm ồn ào phải không, hỏi đi. Rồi người dân người ta sẽ bày tỏ cái ý kiến của người ta là nó ra vấn đề liền, chứ đừng có nói là mình nói chinh dựa trên mạng hay là mình nói bừa nói bãi. Nhưng mà những cái người như vậy khó sống, đi qua cái xóm của chính là chết ngay thôi, nó quánh không ba má nhìn không ra luôn. Ở trong xóm của mình á, là dân hoàn toàn không có ăn học nữa, hầu như là không ăn học, cả con trai con gái. Rồi á, có một thời gian có một cái phong trào nó rủ rê cho nó bán ma túy, 5-6 người phụ nữ bán năm ma túy luôn cái gì, là chồng hút con hút á. Thành ra cái xóm của mình cảm giác là mình sẽ ở không nổi luôn đó. Nhưng mà vì sao? Tôi nói quý vị nghe, ở đâu quen đó. Rồi từ từ sau khi mà đã dẹp sạch rồi đó, thì các cháu các em nó trở về nó buôn bán, đứa thì cà phê, đứa thì hủ tiếu, đứa thì thuốc lá, đứa thì bán bún bán đồ đó quý vị. 5-6 đứa bây giờ nó làm ăn đàng hoàng. Có đứa chết rồi, cái đứa là bị ung thư vú cổ á, thì chính đã từng sinh cho nó ngồi nó bán ma túy đó quý vị. Hồi lúc mình bắt nó rồi đó thì chính xin cho nó rằng nó bị ung thư vú cổ nặng quá, xạ trị, mà nó kêu là nó nhìn tới thịt ở bên trong mỡ nó cháy xèo 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 luôn đó quý vị. Chính nó từng vô nước biển cho nó đó, thành ra chính mới xin với cái mấy em mà bắt đó, chính nói bây giờ nó thôi vô rồi giữ cho nó, rồi bắt nó làm cái tờ cam kết là không được tái phạm, rồi thả nó về đi để nó xạ trị. Thì ở trên đó bằng lòng, sau 3 ngày sau nó được thả về, mà nó ngạc nhiên, nó nói tại sao em được thả về, em tôi không nói gì trơn.
Thì nó hỏi tôi, nó ủa sao em bị bắt chung với mấy đứa kia, sao em được thả về, còn mấy đứa kia 7 năm không. Rồi quý vị, tôi mất cả một cuộc đời, một cái tương lai khá dài đó. Rồi thì muốn nói cho quý vị nghe đó, thay vì cái cuộc đời con nhỏ này nó có một cái văn phòng đàng hoàng, Đinh Thị Lan lờ sờ một cách rất là minh bạch, rất là kêu là danh chánh ngôn thuận đó. Rồi đó, người ta sẽ đến để tư vấn cho cổ, và một ca tư vấn như vậy, mặc dù là nó tư vấn miễn phí, nhưng mà mình tư vấn thành công, tư vấn hiệu quả, thì bao giờ người ta cũng đến để đền ơn cho mình hết. Thì cái đó là để tùy hỷ cho người ta, ta bỏ bao thơ như ta bao thơ. Còn mình đi cãi đó, mình nhận một cái ca đàng hoàng ha, nghĩa là có cái sự tranh luận đó, thì coi như là mình đặt một cái vấn đề tiền bạc luôn. Cái đó là nhà nước cho phép. Có những ca giống quý vị không, hàng tỷ luôn. Đó, bây giờ quý vị mà đi hỏi thử coi, quý vị mà biết quý vị hỏi thử coi, xử bên vụ mà có kêu là Lê Tùng Vân đó, bên cái mé bên đó, tình thức online đó, có thể lên bạc tỷ đó quý vị. Vì cả bao nhiêu người trong đó, quý vị tính đầu người coi, những người mà bị thua đó là 5-6 thành viên ở trong đó. Thì luật sư tại sao tính 5 đứa, 5 người, nếu mà số tiền nhỏ quá làm sao mà chia. Vì vấn đề cãi đó, nó tốn cái hơi thôi phải không, nhưng mà vẫn phải có cái lý trí ở trong đó, phải có cái biết luật ở trong đó. Nhưng mà mấy người này đạp luật luôn. Đó, bởi vì mới là mời công an mời đi, dám nói xấu cả công an luôn mà nó đi ra. Nó sợ nó cãi cái kiểu gì mà nó chửi luôn cả công an, nó chửi luôn ông Dực Từ, nó chửi luôn mấy người nhân chứng luôn. Rồi nó chết. Rồi nó được mời cái giấy triệu tập mà nó không lên là nó đã là thằng cầm luật, nhưng mà là cái thằng né luật, đạp trên luật để mà đi. Bây giờ nó đi đâu? Nó tản mát khắp nơi ở trên, mà chính như vậy đó, là cái văn phòng luật của nó đã đóng cửa. Nó về là người ta túm nó liền. Quý vị hiểu gì chưa? Nghĩa là nó đây là nó trốn được, nó nghĩ là nó đi ra nước ngoài được phải không? Tôi hỏi quý vị một cái thời gian để đi ra nước ngoài đó, là mình phải có người thân nhân bảo lãnh mình, đủ cái thời gian rồi lên phỏng vấn các kiểu, rồi sau đó mới là đi qua bên nước Mỹ được, hoặc là một cái quốc gia nào đó. Chứ đâu có phải quý vị đi một cách tự nhiên là quý vị định cư bên nước của người ta, phải không? Đâu có phải ai mà cũng được tự do vậy, thì đi tùm lum hết trơn rồi là ai quản lý ai, đâu có vậy. Thằng ra là cũng quý vị thấy không, nói làm luật mà già rồi, mà hơn tuổi Trần Văn Sĩ rồi, đa số bằng hay là hơn, mà nó lại làm ra là những cái chuyện như thế. Nó cứ cãi cho ông Lê Tùng Vân đi, nó cứ ông này đã, tôi thấy ông tu hành như vậy, và một người mà đi tu như vậy thì sẽ không như vậy như vậy. Nó dựa thêm một cái gì nó nói càng nó ấy, nhưng miễn đừng có đụng chạm vô cách chính quyền ha, và cũng đừng có đụng chạm vô cái chuyện mà người ta đi làm chứng, mà người ta là cái gọi là cái thơ đơn mà để mà đi thưa đó. Thì bên phía ông Nhật Từ và cô Huệ Tịnh gì đó quý vị, đại khái người ta chỉ là dùng cái áo nhà chùa để mà làm lũng đoạn, thao túng ha, để cho người ta tin tưởng rằng tu hành thiệt sẽ làm ô uế cho đạo Phật. Cái mục đích, chứ còn ông Nhật Từ đâu có thưa rằng là ông Tùng Vân lấy cô nào hay là này, đâu có được quyền quý vị. Mình là nhà tu, nó phần của nhà tu, mình nói trong phạm vi của vấn đề luật của nhà chùa ha, y phục pháp phục rồi cách mà đi quy y hay là xuất gia là phải làm cho đúng ha, ăn nói các kiểu rồi tứ tướng uy nghiêm này nọ. Đằng này ông loạn xà bì, ông đi ông tắm hồ ha, ông đi cởi ngựa cởi cano bận quần đùi mà xưng mình là sư cụ, ai mà chấp nhận. Thì bây giờ là thầy Nhật Từ phải lên tiếng thôi quý vị. Ông vậy mà em nó đổ ngược là nó nói rằng bây giờ đó ông Nhật Từ là gặp các bà mà đệ tử này nọ đó, các bà Phật tử ở trong cái phòng riêng, dám nói như vậy đâu quý vị biết không, là kêu là kinh khủng luôn, hồ đồ mà trên cả hồ đồ luôn. Đây là kêu là vu khống, mà kêu là phạm cho tội gì luôn đó, mà chỉ vì để binh Lê Tùng Vân thôi. Rồi còn nói rằng là loạn luân không có làm sao đó, nhắn quý vị thấy là con đây là cái bây giờ thời buổi gì đó quý vị ơi, cái thời buổi gì đâu á, không ai nói cái thời buổi kỳ cục quá à. Chứ hồi xưa đó là nổi tiếng nhất là bà luật sư Đại đó quý vị, có một bà luật sư đó tên là nổi tiếng ghê lắm. Còn bên y khoa đó thì bà Dương Quỳnh Hoa nổi tiếng là cái người mà khi mà chính phủ hay ở đâu nước nào mà muốn để tới để gặp Việt Nam mình đó, thì hỏi về bên y tế ai thì đưa bà Dương Quỳnh Hoa, là bà nói tiếng Pháp như là bẻ mía luôn. À, giống như là mà kêu là rột, nghĩa là kêu là rất là thông thạo, đó là bà Dương Quỳnh Hoa.
Còn bên luật á, và bên quốc hội này nó thì kiếm bà luật sư đại. Nó đại khái là họ đó ít lắm, bởi vì dân số của mình ít. Cái đời sống xã hội nó đơn giản, chỉ có vấn đề chiến tranh thôi. Chứ còn ngoài đó là đời sống đơn giản lắm. Hay đâm ra đó là quý vị biết không, nổi tiếng là bà đại, luật sư đại nè. Rồi còn mà bên y á là Dương Quỳnh Hoa. Đó bây giờ mấy bà này chết ngắt hết trơn rồi quý vị ơi. Nhưng mà để nói cho quý vị nghe là như thế, mà tại sao bây giờ là nó cũng giống như là cái sự mà cái cư xử nó tồi tệ đó quý vị. Nghĩa là biết luật mà dẫm luật á, coi luật pháp không ra cái gì hết, nó có đụng chạm chính quyền tùm lum hết trơn. Nó thành ra là cái kiểu mà hồ đồ, giống như cái hồi mà con Diễm My mà nó chửi công an. Nó nói những cái điều mà như là sai sự thật đó. Đó mà quý vị biết không, là kể cả mà vấn đề đó là uy tín của công an ở Long An là mệt luôn đó quý vị. Thành ra đó, nói chung là nói như vậy cũng không đồng nghĩa là công an mà làm sai là chúng ta cứ nhắm mắt là ở công an vậy là làm thinh, không có nói gì hết trơn. Không phải, cái nào cho đúng cái đó, nhất là người ta đang chấp hành, đang thi hành công vụ á. Mình có chuyện gì hay vấn đề gì cũng phải đâu ra đó, nó dễ hơn cái chấp hành công vụ đó quý vị. Thì Đinh Thị Lan nó làm mất thì giờ. Bây giờ nó lên trên cái chỗ mà tòa vừa rồi á, cái lầu quản phiên tòa vậy đó. Thì rõ ràng nó là luật, nó đang nói chuyện với luật. Nó đang đứng trước mặt nó là những người đàn anh đàn chị của nó, là nghề chung với nó đó. Còn nó là đàn em, nhưng mà mãi mãi tôi biết rằng nó không có ra nghề được đâu. Cái kiểu mà tư cách đạo đức rồi lên trên cộng đồng mạng mà gieo rắc những cái gọi là tồi tệ đó, cái nhân phẩm nó bị tồi tệ. Nếu mình là một luật sư tương lai, mình để cho ta chửi mình là con ca vé này, con ca vé kia, con ăn quỵt, cái con thiếu nợ rồi, hay là cái con làm gì đó, thì tôi hỏi quý vị đúng sai. Nhưng mà coi như mình đã bị tai tiếng quá nhiều như vậy, là ai phát cái bằng luật sư cho mình? Mà có học đâu, có phải học đàng hoàng, học tại chức hay gì cũng phải đến trường, chứ đâu có phải ở nhà mà nhận cua mà học đâu quý vị. Nhận cua học thì cũng phải đến lớp thi rồi này nọ, để cho mình biết mình có ra trường được hay không, rồi bận cái áo của trạng nguyên đó để làm lễ ra trường đàng hoàng, được bằng cấp đàng hoàng. Rồi sau 2 năm rồi mình gọi là mở văn phòng được, đa số là phải 2 năm rồi mới mở cái văn phòng ra, là để chữ luật sư một cách cái danh chánh ngôn thuận luôn. Đinh Thị Lan đàng hoàng, rồi người ta tới ta tư vấn mình, rồi người ta sẽ bào chữa cho mình, nếu một cái ca nào nó cần bào chữa thì người ta bào chữa. Đâu quý vị thấy không, nó đâu ra đó hết. Chứ đâu có phải mà bây giờ mà cái tối ngày mà lên cộng đồng mạng nè, là YouTuber này bắt người kia rồi định cho người ta tội này tội kia, là quý vị biết không, đây là cái là vi phạm luật nhân phẩm rồi còn gì nữa. Thấy không quý vị? Mà cái quan trọng là bệnh nặng là như thế này nè. Bởi vậy trên kia ta cười không, quý vị thấy không? Ta ngồi tem re à. Không có một luật sư nào để mà tranh cãi với cô, để cho cô đọc diễn, cô nói gì cô nói. Rồi sao ta nghe xong xuôi ta nói thôi em đi về đi, là bữa nào người ta lập phiên tòa lại rồi mời em lên. Ở vậy đó thì dỗ như con nít vậy đó, đi về. Thiệt đời tôi cô đơn mà, thưa ai tôi cũng thua, cũng thua đó. Thưa ai tôi cũng thua đó. Đời tôi cô đơn, đúng thiệt luôn. À, bây giờ là thân người phụ nữ rõ ràng là con này là mẹ đơn thân, mà người đơn thân độc hành một mình đó quý vị. Bây giờ là coi như xã hội nó ghẻ lạnh đó. Còn những người mà follow cho cô ta có thật tình là muốn cho cô ta tốt hay không? Ở dưới nó còn mang độc lắm nha quý vị. Ta nói cái người nói không độc mà cái người suối mới là độc nha quý vị. À, chị hãy dựa theo pháp luật á. À, chị thưa cho tụi nó chết hết đi này nọ, ông tôi độc vô cùng luôn rồi. Nếu mà nó thưa được, nó thưa lâu rồi, khỏi cần tụi bay suối đâu, mấy đứa ơi. Ta khỏi cần tụi bay suối đâu. Cái gì làm được là nó đã làm lâu rồi. Đó. Quý vị nên nhớ như vậy nha. Đó, thành ra là lang thang đường phố gất việc hay là sơn sầm lý lắc từ tất cả. Người ta nói trong cái luật, người ta nói trong vấn đề đó thôi. Người ta bay đừng có suối mất công. Nếu công an đã bắt là đã bắt lâu rồi, mà nếu đã thưa nó thưa nó đã thưa nó thưa mấy ngàn cái lá thưa, mấy trăm cái lá thưa rồi, tụi bay đừng có suối. Trời ơi, nó nói nhiều cái tới nhưng như thiệt luôn quý vị. Chỉ hãy dựa theo luật pháp mà thưa cho tụi nó chết hết này nọ, chết không. Nó nói cho tụi bay ha, tụi bay suối nó điếc nó điên á nha. Cái thằng Nam Quang Tiến Dũng cũng vậy, tụi bay ác lắm. Anh em ngọt liệm với nó là cái đứa con gái cô đơn nha quý vị. Tôi nói quý vị nghe đó, nó rất cần một người đàn ông để nó dựa đó quý vị. Đặc biệt là đàn ông có tiền với có quyền đó, nó thích lắm luôn đó. Đó là quý vị biết rằng đó, thành ra cái tư tưởng của nó đó,
Tại sao tôi ngạc nhiên hoài quý vị? Tôi nói những cái điều mà nó đáng thương, nó là cái con sân si. À, nó đâu có chừa bất kỳ một cái lời nói của ai, nó ghim hết. À, rồi nó chửi tay đôi với người ta cũng có, nó giới giới gọi là chửi giới. Chẳng hạn như vừa rồi đó nè, kêu Tấn Đạt nha mày. À, rồi nó kêu Minh Trí rằng bằng thằng con trai, à, thằng con trai. Rồi nó kêu Tấn Đạt bằng thằng bằng mày, cái gất việc cũng vậy nữa. Mà nó nói những cái câu nói, tao nói cho mày nghe nha mày, tao không cần 3 tỷ đâu, rất là nông nổi. Cái chuyện 3 tỷ hay không là chuyện của mình. 1 tỷ tư hay là 3 tỷ là chuyện của mình. Nếu mình có cái lập trường đó mình cứ giữ. Tại sao nghe nó khích một cái là à, tao không có cần 3 tỷ đâu, mày đừng có nói dai, mày đừng có lặp đi lặp lại. Đâu có gì thấy không? Rất là ngu. Mà đã tuyên bố ra rồi là không nhớ. Nói cho chửi cho đã rồi không bao giờ nhận rằng cái đó là mình đã nói rồi hết trơn. Nó bị quan tưởng nhiều cái, nó do là người ta hại, nó súng vô hại nó đó quý vị, nó quan tưởng. Chứ nó không nghĩ rằng cô Hằng được rất nhiều yêu thương. Thì nó nhìn vô cái dèo đó, bây giờ nó muốn không thích cô Hằng, có quyền cái cá nhân của nó. Cô Hằng làm gì nó không đồng ý, thì nó ghi ra một cái list. À, cô Hằng nói tôi cái gì rồi nó bắt đầu, cái này có đáng thương hay không? Nó là luật sư, nó phải hiểu cái nào nó nằm luật, cái nào là thuộc về chuyện không phải là luật. Nó phải biết. Còn cái chuyện Mai Xuân Cường, tôi nói quý vị nghe, đây là tôi cá với quý vị luôn á. Nó mà đòi được một đồng bạc nào trong cái vụ Mai Xuân Cường đó, tôi thua quý vị luôn. Cái chuyện là chuyện cá nhân. Mai Xuân Cường nó không đụng tới tên nó. Cô Hằng không đụng tên nó và không có giấy triệu tập nó trên tòa. Và qua cái phiên xử ở Bình Dương á, thì làm sao mà nó đòi hỏi cái gì trong đó. Thằng Mai Xuân Cường thấy nó có nhận ở trên giới trên tòa nó là tự phát. À, tự phát nó hù dọa cô thế này, tôi kêu nó nhận về phía nó thôi. Thì cô Hằng mới nói thôi bây giờ cái hoàn cảnh của nó là có thể nó bị ai đó xúi, nhưng mà giờ thôi giờ tôi tha. À, tôi đối với tôi là một sự mà từ bi rộng lượng của tôi tha. À, xin với quý tòa hãy bỏ qua cho nó, vì giờ ở nhà nó có mẹ già, nó có con có cái làm sao đó. Rồi sau đó cô tặng cho nó 20 triệu. Thì quý vị biết không, là cái chuyện đó người ta chấm dứt. Dĩ hòa dĩ quý, nó có gì xong hết là xong. Dòng cái con này nó là nó theo cái đó, cái dèo đó để lấy cái cớ. Nó là làm già lên, rồi cái chuyện của Phi Nhung cũng là cái cớ. Tuổi này là cái cớ hết, cái cớ hết. Từ con Trang Khàng cho đến con Phạm Thị Ngà, cho đến bất kỳ một đứa nào, kể cả nó dịnh vô Tỉnh Thất Bồng Lai cũng là cái cớ. Cái cớ hết quý vị. Lấy cái cớ đó để mà chửi cô Hằng cho nó danh chánh ngôn thuận đó mà. À, vì sao, dù sao cô Phi Nhung cũng là một ca sĩ có tiếng, và cô cũng đã làm nhiều cái công đức. Tôi nói là tôi nhìn cái lăng kính, tôi nói với quý vị như thế, công bằng. À, nhưng mà cái chuyện nào ra chuyện đó, đó quý vị, giờ quý vị biết rằng cháu Hồ Văn Cường hạnh phúc hay không, nhìn cái mặt của nó đi. Nó đang đứng nó ca nó hát đấy. Còn tiền bạc mình đừng có đề cập vô, quý vị, đó là cá nhân của người ta đó. Nhưng mà quý vị nhìn cháu nó hạnh phúc hay không. Còn cái chuyện mà có làm cho Hồ Văn Cường đau khổ có phải là lỗi của cô Phi Nhung hay không? Đó, cái vấn đề gì mà nhưng mà tất cả mà muốn nói về cô Hằng lôi cô Phi Nhung ra. Cái vấn đề là gì mà quý vị thấy không, mà cũng là do anh Nhâm Hoàng Khang nó đưa tin tức cho cô. Rồi cái chuyện mà xâm nhập vô tài khoản của thằng Hề 14 tuổi là Nhâm Hoàng Khang nó cung cấp cho cô. Đó thì quý vị phải hiểu rằng là nó đẩy nước cho cô như vậy. Rồi về sau nó lái cô qua một cái hướng khác thì cô mới đi dập nó. À, nó là như vậy. Thành ra đâm ra cái drama của cô Hằng nó có những cái nhánh phụ. Nó gọi là những cái tia xạ trị mà phụ đó quý vị. Tức là cô đó, cô đang sử dụng cái tia để mà trị ung thư. Nhưng mà cái tia này đã không khéo nó làm tế bào lành ảnh hưởng. Đây là tôi nói thẳng quý vị. Thành ra có thời gian nó ra đó, thì có nhiều cái một vài nghệ sĩ mà cô kêu tên tới đó quý vị, nó nhiều khi nó không có nằm ở trong cái thực chất là nó nằm trong cái xấu, không phải là người ta tiêu cực, nhưng mà hiểu lầm người ta qua một cái giai đoạn nào nên đưa người ta ra gì cũng là một thấy một cái là mình rút kinh nghiệm quý vị. À, muốn tranh đấu cái gì thì tập trung vô cái cá nhân người đó, rồi mình có thể diễn giải ra những cái xung quanh, nhưng mà nó không đụng chạm tới những cái điều tối kỵ của cái đời sống của ai đó thì mình dịch đỡ hơn. Đầu tiên là mình đỡ cái khẩu nghiệp đó quý vị. Thí dụ bây giờ chính không có gì ghét Đinh Thị Lan, mà chính nói mẹ nó, nói con nó, nói gì tùm lum tà la, nó không nên. Đào cái quá khứ nó lên cũng không nên quý vị. Cái nào cái. À, nhưng mà trong vấn đề mà thí dụ như là cháu Hương Quảng Châu á, hay là
kêu là cuộc sống xa quê này nọ là vì sao? Người ta lấy độc trị độc quý vị. Người ta không dùng tử tế với cô này được. Bởi người ta nói cái câu nào nói ngang ba làng nói không được thì thành ra người ta lấy độc trị độc luôn. Ta nói ta dùng những cái gì mà cô nói nó giống như là gậy ông đập lưng ông á. Nó mỗi một cái nó đưa mẹ mình ra thì người ta mới biết mẹ nó. Chứ còn bằng đầu tiên đầu đuôi không có người mẹ xuất hiện thì người ta đâu có lôi mẹ nó ra. Quý vị thấy không quý vị? Nó làm nó chịu đi. Nó từng nói rằng là Nguyễn Phương Hằng có làm có chịu ha. Này nói lung tung. Nhưng mà tại sao mình không bao giờ mình nghĩ ra là mình có chịu hay không? Đó rồi bây giờ mẹ mình lôi ra mấy lần ra ngoài tòa đâu rồi mình đứng mình chửi công an không cho người ta nói một câu nào quý vị. Ha, mình là luật sư tương lai đó. Là mình là xưng mình là người của cách mạng, người quen biết này nọ vân vân. Thì bây giờ đáng lẽ là mình phải nghiêm túc nghe người ta nói cái gì, đọc cái lệnh cái gì đã. Rồi mình dùng cái khả năng chuyên môn của mình cãi lại. Mình cãi lý lại quý vị, cái nào nó không đúng thì mình cãi lý trong cái luật pháp cho phép. Mình là luật sư tương lai mà mình hồ đồ như vậy là làm sao làm gương cho ai được? Luật ở đâu? Phải không? Luật rừng hay luật gì? Quý vị thấy đó. Nó thành ra bây giờ đó là lên đứng dơ vơ mà khóc lóc như một đứa con nít. Nhưng mà bây giờ nếu đem ra phiên tòa mà xử công bằng mà đem lôi lại cái quá khứ đó đó là như là đem lên Bình Dương nó cho người ta lập lại cái hồ sơ đó. Phải không quý vị? Chứ đâu có phải là muốn xử chuyện nào mà đem đi đâu xử cũng được đâu. Hả? Phải không? Phải đem lùi lại cái vấn đề quá khứ và đưa cái hồ sơ đó, lôi cái hồ sơ Mai Xuân Cường cho cô Hằng đó là ở trên Bình Dương người ta thành lập lại. Rồi lên trên đó rồi đòi bồi thường cái gì đó mà trong khi đó nội dung cô Hằng thưa có khả năng là cũng không đề cập tới tên của con Đinh Thị Lan. Thì làm sao mà bộ không lẽ có tịch giật mình hay sao? Chừng nào mà nói rằng khai rằng có Đinh Thị Lan trong cái vấn đề của Mai Xuân Cường á thì tòa án đã mời Đinh Thị Lan có mặt chung với Mai Xuân Cường hôm đó rồi. Vì người có liên can và người là thuộc cho bên bị cáo thì phải có mặt. Phải không? Đâu có phải là Mai Xuân Cường ra một mình để cho cô Hằng với Mai Xuân Cường song phương làm việc với nhau đâu. Quý vị đồng ý không? Ai có liên can người ta mời người đó triệu tập lên. Đó rồi sau đó mới hỏi đầu hỏi đuôi xong rồi đem ra xử. Rồi mới đưa cái hình phạt ra. Rồi nếu nó không chịu, nó kháng cáo tại chỗ đó luôn, nó làm đơn kháng cáo, nó đi lên tầng lớp ở Bình Dương trước đã. Bình Dương xử không xong, người ta mới đưa lên thành phố. Đó mà mấy cái chuyện như vậy mà quý vị nghĩ sao? Đó là bao nhiêu công chuyện mê mê trong xã hội mà tôi đã nói rồi á. Với cái đầu của Đặng Thiện Ni nè, cái đầu của Trần Văn Sĩ, cái đầu của Đinh Lan nè. Dù rằng chưa có lờ sờ, chưa có chính thức nhưng mà yêu nước, yêu dân á, yêu đồng bào. Trong đó có chúng ta trong đó nè. Ha, đi xem xét những cái vụ án của như là Trương Mỹ Lan hay là Đỗ Nhàn hay là Nguyễn Thị Thanh Nhàn hay là Vũ Thị Thúy, Trương Thị Thúy gì đó. Nghĩa là những cái người mà trong đất nước của chúng ta, ông bà Thanh Long, Thành Long gì đó, ông Quyết cũng gì đó, đem ra nghiên cứu xem rằng cái luật này người ta đang xử như vậy đó để mình theo dõi, để mình học. Sau này mình ra mình hành nghề. Đâu có vậy phải không? Mấy ông bác sĩ mổ đâu phải vô mà cho dao mổ đứng mổ liền đâu. Phải qua giai đoạn thực tập là giao dụng cụ cho bác sĩ mổ và đứng mổ phụ với bác sĩ. Đó không? Để bác sĩ, mày thấy tao mổ tao rạch vậy đó, tao đê để con dao cái chỗ nào, tao rạch cái đường dao nó như thế nào, mỏng bao nhiêu, rồi máu nó xịt ra tao phải đi hút máu bằng kiểu nào, tao phải làm sao, và theo dõi mạch huyết áp bao nhiêu là phải cho truyền máu đi. Quý vị biết bác sĩ nó canh nha quý vị. Nghĩa là trước khi mà mổ là người nó nhóm máu, máu gì, cái người đó phải biết nhóm máu người đó. Rồi đồng thời nữa là khi lên ca mổ thì coi là ngân hàng máu của bệnh viện á, là cái phòng mà xét nghiệm để mà tiếp máu đó, có máu chưa, có đủ chưa để mà tôi mổ cái người này đó. Người ta mất bao nhiêu máu tôi kêu một cái là trên phòng xét nghiệm đi xuống để là tiếp máu cho chúng tôi. À, tức là coi như cũng phải làm lại những cái yếu tố resist này đó quý vị. À, nhóm máu ta phải làm đi hết á. Nói tiếng nhìn nó cho nó gọn chứ thiệt ra là muốn truyền máu là phải là lấy máu của bệnh nhân trước để người ta thử với cái bình máu của bệnh nhân kia, hai cái có hợp với nhau không là mới là truyền, mặc dầu là cùng một nhóm với nhau rất là kỹ. Thành ra đừng có nói là cái mỗi cái là làm là cái miệng nói ra là nó dễ chứ thật ra là vô cái thực tế mới ghê gớm luôn. Một là một bệnh nhân mà nó phóng máu ra đó ha,
nó văng vô kiếm vô mặt của bác sĩ đó. Là mấy cái ca đó mà lơ mơ một cái là bệnh nhân tắt hơi thở, tuần hoàn ngưng lại ở trên giường giường mổ luôn đó. Rồi quý vị mới biết là bây giờ là đâu phải là cái chuyện mà mổ nó nói mổ được. Thành ra mình phải coi những cái ca sử này nè, Đặng Thị Hằng Ni rồi Trần Văn Sĩ cũng như tất cả phải theo dõi, nghĩa là theo dõi chặt chẽ, thậm chí xin một cái giấy phép để giữ cái phiên tòa đó để mà nghe cho kỹ nữa, thâu băng vô để học đâu quý vị. Trời ơi, cái gì cũng phải học, cái đâu mà phải đi cái chuyện mà kêu là rùi bu kiến đậu á. Quan tòa người ta đâu có phải mà để rảnh ra mà mở ra cái rùi bu kiến đậu. Đây là nói thẳng với quý vị, mở cái phiên tòa ra là do bên mé của như là Đặng Anh Quân này nọ nè ha, rồi Nguyễn Thị Mai Nhi, rồi Lê Thị Thanh Hà hay gì đó, là Quỳnh Công Tân gì đó, làm cái giấy kháng cáo là tôi ở tù như là quan ức quá. Mà quý vị nên nhớ rằng là soạn những cái con người có liên can tới cái vấn đề trong xã hội ha, đi khám bệnh ẩu ha, là lấy tiền lấy bạc gì đó, thì soạn những cái nhân vật này đưa ra, và những cái hình ảnh Võ Hoàng Yên nó chụp hình với ai, có một người ta hỏi như trong cùng ăn như thế này, Võ Hoàng Yên nó chụp với người quan chức là ai? Dạ thưa ông Nguyễn Xuân Phúc. Các bạn quên rồi sao, có rất nhiều cái tấm hình mà Hoàng Yên, Võ Hoàng Yên chụp hình với ông Nguyễn Xuân Phúc đó. Thì tôi đây tôi trả lời luôn luôn giùm á quý vị, có một câu comment ở dưới nói rằng ông Võ Hoàng Yên là chụp hình chung với ai đó, thì là ông Nguyễn Xuân Phúc. Đó là cái một cái là thuộc cái chân đứng của gọi là cái kiền á, mà Võ Hoàng Yên nó dựa vô đó để nó sống 14 năm nay đó quý vị. Mặc dù ông Xuân Phúc có thể là thủ tướng mấy năm gần đây thôi, nhưng mà đây là cái kế sách ở trong cái tham mưu của nó đó, mà làm sao mà chụp chung với ông Nguyễn Xuân Phúc một cái hình ha. Ngoài ra nghệ sĩ thì nó chụp từ lưa thì đã đành rồi, phái đoàn Phật giáo rồi mấy ông bà ni cô rồi mấy các đất nước khác nó chụp hình đó, nó lấy tất cả những cái hình ảnh này để nó tạo cái uy tín cho nó. Thành ra 14 năm trời nó hoạt động mà nó bình yên, nếu không có vợ chồng chú Dũng, cô Hà, cô Hằng mà đưa ra đó, thì không biết là cái sự bí mật này nó chìm đắm bao nhiêu. Mà phải nói cho kỹ hơn là nhờ hai cái đứa em ruột của Võ Hoàng Yên nó khai báo với cô Hằng. Một thằng là trong lúc sai nói, lỡ lời nói, một thằng là thấy rằng không giấu được, khai luôn. Hai đứa em của Võ Hoàng Yên, cái công của hai đứa em Võ Hoàng Yên. Và hai ông bà là can đảm, mình là một người lớn, một người của xã hội, nhưng mà dám đưa cái mặt ra để mà chịu hứng biết bao nhiêu lời, quý vị thấy không? Có lật lời mà những cái đứa anti-fan với cô Hằng, có đứa nào nó nói tử tế với ông bà không thưa quý vị? Mà người ta lớn tuổi, người ta có công với xã hội đấy à, mà nó nói những cái lời, nó có cái câu nào nó tôn trọng tử tế với ông bà hay không? Nó đặt điều, nó nói nhiều cái câu vô cùng sức sượt, vô lễ và vô ơn. Mặc dầu con của nó không bị não uống thủy, con của nó không có thể là không bị tim bẩm sinh, đường nhà nó không có cần cô đắp, hai nhà nó không cần máy lọc nước, nó không cần cái quỹ giờ vàng của cô, vân vân. Nhưng mà nó nên nhớ rằng cuộc đời trái đất tròn nhau quý vị. Tôi nói với quý vị á, những cái người mình ghét coi chừng mình gặp lại hết trơn luôn. Mình nhờ cậy nữa chứ đừng có nói mà gặp không đâu. Để rồi tôi nói quý vị nha, cái câu đó đó, trái đất tròn á. Thành ra mà nó làm những cái điều đó là thất đức nó. Con của nó nè, nó có chắc an toàn hay không? Mà đời con nó, nhưng mà đời cháu của nó nữa, chắc an toàn hay không? Tôi mà kể ra những cái nhân quả của vị nghe của vị giật mình luôn. Có một cái người mà giảng viên đại học y khoa đó của vị, giỏi lắm luôn ha. Nhưng mà có một đứa con học để ra bác sĩ lấy được cái bằng, không được là không được nha quý vị. Mà trong khi người ta cũng không phải là làm ác đâu, nhưng mà người ta đánh rớt những cái trường hợp mà kêu là bác sĩ mà gọi là kêu, người ta nói là cái câu mà gọi là bác sĩ xấu đó quý vị, gọi là cái người mà hành nghề xấu đó, kêu là lợi dụng thân thể bệnh nhân để làm cái này cái kia đó quý vị. Thành ra bà đánh rớt thôi. Cái bà giảng viên đại học này nè, y khoa giỏi lắm, nhưng mà cái đứa con trai của bà đó, nó rất là thông minh, đã từng theo mẹ mổ rất là nhiều ca, mà ca là ca lớn không đó nha, giỏi thật là giỏi, nhưng để lấy cái bằng á, lấy cái bằng tốt nghiệp á, lại không lấy được. Đó là cái gì, cái kỳ mà không có nói được đâu nha quý vị. Hay thành ra chửi cô Hằng cho lắm vô đi nha. Hay chửi cô Hằng cho lắm, thằng Phanh Phong, thằng Thám Tử Cung tụi bay cứ liệu đi, đời tụi bay á có thể qua,
Bây giờ tao đang có xe hơi phải không? Đang có nhà phải không? Tao biết. Hồi đó theo cái vụ mà của tỉnh thất bồng lai đó quý vị. Thấy là ngày hôm nay đó, ha, nói những cái lời nói nghĩa là quá độc ác với cái cô Hằng là một, với thứ hai là vu oan giáo họa cho cái vấn đề cái sao kê đó. Tôi nói là với quý vị là sao kê này là cô Hằng dựa theo cái kết quả, dựa theo cái kết toán của các phòng thu ngân, ha, cái phòng tài vụ của bệnh viện nào mà cô đăng ký hợp đồng với người ta để mà tài trợ cho các cháu đó. Bệnh viện thì nó nhiều lắm nha, bệnh viện nhiều lắm, nhưng mà cô sẽ chọn những cái bệnh viện nào mà nó có cái bệnh này đó quý vị, cái bệnh tim á và cái não uống thủy đó. Thì đã nghe nói là mấy cái bệnh viện này như đồng một, như đồng hai nè, rồi Chợ Rẫy nè, với bệnh viện đa khoa ở ngoài Đà Nẵng á, là những cái nơi mà cô với chú hay có cái chuyện mà gọi là làm từ thiện đó quý vị. Thì cái tất cả những cái mà để cô bỏ tiền ra, đây là cũng là tiền của cô chú, mà bây giờ là nhờ cái sự trung thực và chính xác của phòng tài vụ thu ngân, ha, kế toán của cái bệnh viện đó, đặc biệt dành cho cái chỗ mà cô với chú bỏ tiền ra để làm từ thiện đó, thì người ta dựa vô cái con số đó để người ta đưa tiền. Tôi nói tới như vậy mà quý vị không hiểu nữa sao, phải không? Cô chú đâu có ngồi canh 24 tiếng đồng hồ, ha, chia người như thế nào để mà đi vô cái khoa của người ta, là nhập viện mấy đứa, rồi đứa nào làm sao, là xài thuốc làm sao, cô chú cập nhật bằng cách nào. Người ta phải dựa vô của bệnh viện. Ông bác sĩ ông kê cái gì, ông thuốc men cái gì, thuốc kháng sinh, thuốc đông máu, thuốc bổ, thuốc trợ tim, ha, là thuốc lợi tiểu đó, rồi ăn uống của các cháu nè, ăn cái gì, rồi thuốc nước biển truyền cho cháu nè, rồi bao nhiêu những cái xét nghiệm mà xét nghiệm máu, xét nghiệm sinh lý, huyết học, ha, rồi đó là đi chụp hình, rồi đi siêu âm, cái hàng trăm cái vấn đề nó trên một cái hồ sơ em bé. Rồi sau khi cháu nó ra viện hoặc là tử vong, người ta kết thúc nó là xong, người ta đưa lên trên tài vụ, rồi tài vụ mới bắt đầu ngồi tính từng giờ từng ngày ở trong đó nó xài cái gì, rồi tính tiền, tính ra thành tiền, rồi tính ra thành tiền là mới là total lại, là đó là một đứa nha. Rồi sau đó là bao nhiêu đứa, rồi tới một cái tháng, một cái quý, hai cô chú xuống nhờ cái tô tàu chung á, người ta trả tiền, cô chú bỏ tiền ra. Chứ đâu phải là cô chú đưa tiền cho bệnh viện một cục để cho bệnh viện lấy cái tiền ra đâu cũng để mà xài. Quý vị hiểu không? Thế tôi nghĩ là cái cách như thế. Nhưng dù như hình thức nào đi chăng nữa, cô chú đưa cho một cục tiền để cho bệnh viện nó xài, hay là cô chú đưa theo từng quý, từng tháng, theo cái tổng kết của người ta, tất cả đều là phải dựa cho bệnh viện hết. Cô chú không thể nào sửa đổi ở trong đó. Thì tại sao lại nói rằng sao kê đúng hay sai? Nếu quý vị mà giỏi đó, quý vị đi theo một đoàn kinh tế đó ha, và đoàn thanh tra đó, đi lại cái chỗ mà cô chú đăng ký làm từ thiện đó. Tôi nói tới như vậy đó. Thằng Phan Phong ở đâu đó mày có nghe hay không? Thằng Thám Tử Cung ở đâu đó mày có nghe hay không? Tụi bay là đàn ông, tụi bay phải làm sao bay khá hơn con Đinh Lan chút đi. Ha, cái đầu của tụi bay là thằng đàn ông đó. Đừng có ghét người ta quá, đem cái chuyện đời tư của tao ra người ta nói, ha, đời tư vợ con tụi bay đó, người ta nói tụi bay chịu không? Cái nào mà phải nhìn vô cái lợi ích chung quý vị. Các ông quan và các ông vua của chúng ta, từ vua Lê Lợi, vua Quang Trung, tất cả ai cũng có một cái vấn đề hết trơn đó. Quý vị thấy không? Thí dụ như ông vua Quang Trung để tình cảm công chúa Ngọc Hân một bên, để đi qua cưới, sửa soạn là cưới công chúa con của ông vua Càn Long đấy, nhưng mà giờ chót bị đầu độc chết. Thì nếu nói về đạo vợ chồng đó, cô công chúa Huyền Trân buồn không? Rồi vua Lê Lợi á, sau khi mà thành công rồi nó giết một số tôi thần của gì đó. Rồi vua Gia Long thì giết quan bao nhiêu người đó. Nhưng mà cái chuyện nào là cái lớn của người ta là mình vẫn phải tôn trọng lịch sử, vẫn phải ghi nhận. Ông Trần Thủ Độ chúng ta cho rằng ổng là loạn luân. Thiệt ra là ổng lấy lại cái người yêu cũ của ổng thôi, là bà Trần Thị Dung á, là người chị họ hay là em họ của ổng á, mà cái người ổng là cái người gốc Mông Cổ nha. Ông Trần Thủ Độ là có cái gốc Mông Cổ nha. Cho nên ổng cho rằng cái đó là không phải là loạn luân. Nhưng mà ông vua Huệ Tông tới rước bà Trần Thị Dung về làm hoàng hậu, ổng mất người yêu. Quý vị nên nhớ rằng như vậy. Thành ra ông Trần Thủ Độ, ổng sau này ổng lấy lại bà Trần Thị Dung đó.
Còn cái chuyện mà ông cướp ngôi đó thì quý vị nhìn lại coi, ông có giết công chúa mà kêu là hai công chúa Chiêu Hoàng và một công chúa đầu tiên đó, ha, hai chị em người ta, nhưng mà ông chỉ có quán cái hai cái thằng cháu không thôi. Xin lỗi nha quý vị, bô Phật, ông Trần Cảnh và Trần Liễu đó, ông quán đổi hai đứa cháu của mình, hai chị em, để mà ông duy trì cái ngôi vua cho cái ông mà ông Trần Cảnh. Rồi ông Trần Liễu mất vợ mình mà đâm ra nổi loạn đó, mà ông định giết, mà ông Trần Cảnh xin nó, nói chú ơi đừng giết, anh của con đó có hai anh em thôi. Và ông Trần Liễu là cha của Đức Trần Hưng Đạo đấy. Đâu quý vị hiểu rằng trong nội bộ người ta có vấn đề, nhưng ông Trần Thủ Độ có tên đường đàng hoàng luôn. Đâu quý vị thấy chưa, người ta có cái khuyết điểm, nhưng mà cái khuyết điểm đó như thế nào? Ông lấy bà Trần Thị Dung là người yêu đầu tiên của ông đó, mà ông Huệ Tông tới rước cái bà Trần Thị Dung về, thấy đẹp quá rước về làm hoàng hậu, cướp người yêu của người ta. Nhưng mà ông Trần Thủ Độ không phải vì ông giết ông Huệ Tông là vì vấn đề cướp người yêu, mà cái vấn đề ở đây là ông muốn lấy cái ngôi của họ Lý vì đã suy tàn, để cho công chúa Lý Chiêu Hoàng có 7 tuổi thôi mà lên làm vua. Lý Chiêu kêu là cô Thánh Thiên là một, và cô là Phật Kim gì đó, đại khái hai bà đó. Rồi đem này mà lấy cái đứa con gái út ra mà có 7 tuổi mà giao cái ngay vua vô, mà giặt tống nó đánh qua một cái làm sao, hay là giặt mà kêu là giặt Chim Thành, giặt Mông Cổ đó, cái thời gian đó là Mông Cổ nha quý vị. Rồi nhờ Đức Trần Hưng Đạo chấn giữ cái vấn đề Mông Cổ, rồi nhờ như vậy mà ông Lý Lâm Tường vượt biên đi qua Cao Ly, nhờ ông Lý Lâm Tường mà Cao Ly tránh 3 lần Mông Cổ tấn công. Thì như vậy là những cái vấn đề đó chúng ta có thể trách được ông Trần Thủ Độ hay không? Chúng ta phải hiểu lại cái lịch sử và chúng ta hiểu cô Hằng một chút. Đó quý vị phải nên coi lại cái gì đúng. Cái thằng Văn Phong là một nè, thằng Thám Tử Cung là cô khuyên hai đứa mày đó nha, mình là đàn ông để đức lại cho con gái mình chút nha, tụi bay nói bậy nói bạ cho cô Hằng đi nha. Hãy chính xin được dừng bài nói ở đây, xin được cảm ơn quý vị rất nhiều. Có cái gì tiếp tục nữa thì đồng chí Đi Đắc gửi qua này, chính sẽ hầu quý vị nha. Những cái câu chuyện của chính nói đây đó, để cho chúng ta yêu đất nước nhiều hơn và biết yêu cái lẽ phải quý vị, chứ không phải là cần binh cô Hằng hay không cô Hằng đâu. Xin được cảm ơn quý vị rất nhiều và cảm ơn chủ kinh Đi Lắc và Lóc.